Xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư hoàng giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay sinh hoạt đặc biệt nhân lễ tiểu tường đại đức Pháp Tính thảo luận về quần pháp online. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác sẵn hành điều hợp buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính thưa đại chúng, tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay theo âm lịch là ngày 14 ngày tháng 11 năm Tân Sửu. Đúng một năm trước đây thì đây là ngày mà đại đức Pháp Tính ra đi vĩnh viễn rời xa chúng ta. Trước đó một ngày đại đức Pháp Tính vẫn sinh hoạt ở trong rung, vẫn giảng giải khỏe mạnh, và người đầu tiên báo cho chúng tôi hay sự ra đi của đại đức Pháp Tính là đại đức Từ Trí. Thưa quý vị, chúng ta nhân lễ tiểu tường nhập năm của đại đức Pháp Tính, thứ nhất là dành một buổi sinh hoạt đặc biệt để nhớ về một người đã đồng hành với tất cả chúng ta trong một thời gian rất dài, nhiều năm. Và không phải chỉ đồng hành, mà lại là một người rất chịu thương, chịu khó. Trong số chư vị giảng sư trong lớp Phật Pháp Buddha-Dhamma, thì đại đức Pháp Tính là vị trẻ nhất. Thật ra thì chúng tôi không phải là người mời thỉnh đại đức Pháp Tính vào giảng ở trong lớp Phật Pháp Buddha-Dhamma. Người đưa đại đức Pháp Tính vào sinh hoạt chung ở đây đầu tiên là sư trưởng đại đức Pháp Tính. Thì mặc dù là học trò của thượng tọa từ sư, nhưng mà lại ở chùa Bửu Đức của sư trưởng. Và chúng tôi nhớ rằng có thời gian sư trưởng giảng ở trong lớp Phật Pháp Buddha-Dhamma, khi nào sư trưởng mệt thì sư trưởng nhờ đại đức Pháp Tính vào thay thế. Và sư trưởng chỉ định cho đại đức Pháp Tính phụ trách nhiều cái lớp sinh hoạt online khác. Thành thật mà nói thì mặc dù có tuổi đời, nhưng mà tuổi đạo thì đại đức Pháp Tính không có nhiều. Không có nhiều, nhưng mà không có nghĩa là thiếu cái nhiệt tình. Mà trái lại, đại đức Pháp Tính là một người rất là nhiệt tình với công việc hoằng pháp. Chính vì rất là thương, đức tính rất là khiêm cung chịu đựng nhẫn nại của đại đức Pháp Tính. Thông thường là ở trong lớp học thì những cái buổi thảo luận đó, những cái vị lớn là chúng đứng trước. Và nếu vị lớn mà giảng hết, không còn thì giờ đó, thì thôi không có thỉnh những cái vị ít hạ hơn. Và do vậy những vị ít hạ hơn đó, thường có một điều rất là thiệt thòi. Đó là phải chờ khuya nhất, ở Việt Nam thì bắt khuya nhất. Đồng thời có khi vào tham dự mà có bữa có giảng, có bữa không có giảng. Thật ra thì chúng tôi hiểu, rất hiểu về điều này. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là
chúng tôi xem đó là một sự thiệt thòi. Đời sống của một vị tu sĩ đó, nhất là một vị tu sĩ Phật giáo, thì những trường hợp đó là những trường hợp chúng ta tu tập. Chúng ta có mặt vì Phật Pháp, chứ không phải là vì bản ngã. Và chúng ta góp phần ở những lúc cần nhất. Quả thật là nếu có một người mà chịu thương chịu khó để gìn giữ lớp Phật Pháp, như quý vị thấy trong thời gian 2 năm qua vì đại dịch, chúng tôi thường ở một chỗ, do đó hầu như chúng tôi rất ít khi vắng mặt ở trong lớp Phật Pháp, trừ một vài trường hợp đặc biệt như ở chùa có đại lễ. Trước đại dịch quý vị, chúng tôi đi cũng hơi nhiều, và những lần đi thì chúng tôi thường rất là cố gắng để vào sinh hoạt trong room. Nhưng mà có những khi như bay trên máy bay, gặp lúc không có vào trong internet được. Hay là có những lúc mình đi những nơi ở Biên Điện hay là Ấn Độ xa xôi, không internet, ở bên Nepal chẳng hạn, thì chúng tôi cũng không có vào room được. Thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi không có mặt ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma đó, thì cũng có lúc chưa đăng các vị giảng sư khác kiên quyết thay thế. Nhưng mà có nhiều trường hợp là chúng tôi đi khỏi thì các ngài cũng vắng mặt. Và cái người mà gọi là tử thủ, người mà bám trụ, tới cùng đó là đến pháp tính. Chúng tôi thì vắng mặt không có, nhưng mà khi mà nghe biết lại là có những ngày mà chỉ có mình đại đi pháp tính thôi, nhưng mà cũng ráng, cũng cố gắng, chứ không có bỏ. Đó là một điều mà chúng tôi rất là cảm kích và nhớ nhiều đại đức Pháp Tính. Những lần gặp đại đức Pháp Tính ở bên Lào, ở bên Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, thì chúng tôi cảm nhận được đại đức Pháp Tính là một người luôn luôn tìm cách để làm thế nào mà góp phần cống hiến, nhất là những năm mà trước khi đại thống tính mất đó, thì rất là tích cực vận động chư tăng sang hỗ trợ vì tụng động tam tạng hàng năm. Các vị trưởng lão lớn như là sư trưởng hay thừa tự siêu hay chúng tôi sang đó đó, thì chỉ thuyết giảng thôi chứ không có lo công việc mà đôn đáo việc này việc kia nhiều. Cái công việc chính là đại đức Pháp Tính làm, tương đối rất là mệt, rất là nặng nề. Đại đức Pháp Tính chưa bao giờ than vãn là mình phải cực khổ thế này, phải làm cái kia, hay là mình làm mà không ai cảm kích mình, không có. Và thưa quý vị, mặc dù không phải là một vị mà có cái chuyên sâu về nghiên cứu như là các vị huynh trưởng, các vị đi trước, nhưng mà nếu tính có một điểm rất xuất sắc trong việc thuyết pháp đó, là một người vận dụng được cái vốn liếng sống ở bên ngoài trước khi mà lại được tính vào tu trở thành một nhà sư, trở thành vị tỳ kheo á, thì có nhiều sự lăn lóc ngoài đời lắm. Và chúng tôi cảm nhận rằng những đề tài nào về Phật Pháp mà nó liên quan đến kinh nghiệm sống thì phải nhận Đại Đức Pháp Tính có cái vốn sống phong phú. Mà khi còn ở ngoài đời đó thì không biết sống như thế nào, nhưng vào trong đạo khi mà để hướng nhìn lại đó, thì nhìn qua góc cạnh Phật Pháp là cho chúng ta những cái ý tưởng rất là đẹp, rất là dễ thương. Thú thật mà nói thì lần đầu tiên mà chúng tôi mua vé chạy đi Pháp Tính
chúng tôi thấy này, tôi gửi cho tôi cái passport, cái tên thật, tức là cái thế danh của Đại Pháp Tính là Phạm Lý Bạc Sơn. Chúng tôi có nói đùa Đại Pháp Tính sao? Cái tên của sư sao nghe có vẻ là dân anh gì quá. Đại Pháp Tính cười. Nhưng mà chúng tôi cũng được biết rằng khi Đại Pháp Tính là một thanh niên là cũng là ngang dọc lắm. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà Đại Pháp Tính vào đạo và đặc biệt sống với sư trưởng thì là một con người quý Phật Pháp và rất là chịu khó để phục phụng sự, phụng sự cho thầy tổ, phụng sự cho Tam Bảo. Chúng tôi rất là quý một người đồng sự như vậy. Chúng tôi rất là quý một tâm hồn có nhiều cái cống hiến như vậy. Thật ra thưa quý vị, chúng tôi sống ở trong chùa 50 năm. Gần 50 năm chúng tôi có một cái cảm nhận như vậy. Là những vị tu sĩ đi xuất gia, mà nếu không có chuyên về pháp hành thì cũng nên chuyên pháp học. Và trong cuộc sống á, vị nào mà có thiện tâm thiện chí để phụng sự, để cống hiến thì vị có thể tu lâu, có thể bền bỉ và tìm được cái giá trị trong đời sống tu hành. Những vị nào mà sống trong chùa mà không có muốn phụng sự, chỉ sống riêng cho bản thân của mình, chỉ biết chuyện của mình thôi đó, thì càng lớn tuổi thì càng gánh nặng cho đại chúng, trở thành một cuộc sống co cụm, một cuộc sống hạn hẹp. Và thực ra nó không có cái giá trị gì đáng cho quan hệ hết. Vì vậy khi mà biết Đại Pháp Tính một cái tình cờ qua cái sự giới thiệu của sư trưởng và làm việc thời gian dài, thì thật ra chúng tôi rất là cảm kích. Người ta nói rằng một con người mà có một tấm lòng phụng sự thật sự là đúng nghĩa đó, là người vui thì vui sau thiên hạ, mà khi khổ thì khổ trước khi hạ. Khía cạnh này thì nó mới xem ra thì nó giống như một lời nói khoa mỹ, nhưng mà kỳ thật á, ở trong cuộc sống mà một người có tinh thần phụng sự đó thì không có nề hà những chuyện cực khổ. Không phải cái gì mình thích mình mới làm, không phải cái gì mình hoan hỷ mới làm, mà cái chuyện không hoan hỷ cũng dấn thân được. Chúng ta không sống như câu nói mà ông bà thường nói là ăn cổ đi trước lội nước theo sau. Chúng ta cũng không có làm như vậy. Mà người sống thực sự đó là vui thì vui sau người khác, mà khổ khổ trước người khác. Và câu nói rất là đúng với cuộc đời của Đại Đức Pháp Tính trong cái giai đoạn xuất gia mà chúng tôi biết. Chứ tôi không biết hồi nhỏ, hồi thời thanh niên, hồi thời cư sĩ như thế nào. Nhưng mà khi làm việc Đại Đức Pháp Tính rồi, thì thưa quý vị, có những khi thức thì cũng khuya, làm việc thì cũng mệt, và Đại Đức Pháp Tính cũng có công việc này việc kia. Nhưng mà những lúc thừa thời siêu không có mặt và chúng tôi bận việc, thì tôi có thỉnh Chư Tăng Hoa Kỷ giúp cho phần còn lại ở trong rung. Thì Đại Pháp Tính luôn luôn là một người sẵn sàng. Và Đại Pháp Tính nói rằng ông tỏ đi nghỉ để con lo. Thì thưa quý vị, khi quý Phật tử vào trong lớp Phật Pháp, quý vị sinh hoạt đó, thì thường thường quý vị nghĩ đến những bài giảng hay, quý vị nghĩ đến những bài kinh có ý nghĩa. Nhưng mà có một điều mà quý vị cũng nên để ý đó, đó là ở trong lớp Phật Pháp Buddha-dhamma thì chúng ta duy trì hơn 20 năm và có thể duy trì đều đặn gần như là mỗi ngày liên tục 365 ngày trong một năm. Điều đó thực hiện được chỉ nhờ vào một, nó phải nhờ vào một yếu tố rất là quan trọng, đó là cái sự góp mặt của nhiều vị giảng sư. Và chúng tôi tin điều đó hơn. Có những người Phật tử đó, họ đề nghị chúng tôi rằng
nên tổ chức một lớp học mà chỉ gồm những vị giảng sư mà giảng thật sự rất là xuất sắc về mặt gì đó, để mình tạo ra một cái thế. Nhưng mà chúng tôi làm việc thì chúng tôi thấy nó như vậy thôi. Chúng tôi làm việc, chúng tôi quan trọng cái sự hợp tác, quan trọng cái sự đồng hành, quan trọng cái sự hợp quần của chư tăng. Chúng tôi thà sinh hoạt một cách rất là bình lặng, nhưng mà mỗi ngày sinh hoạt thì có chư tăng, có vị này vị kia. Và chúng tôi luôn luôn nhắc tất cả quý Phật tử ở trong lớp học này là cái đẹp nhất của chúng ta không phải là một vị nào lỗi lạc hay một bài giảng nào hay, một đề tài nào thú vị, mà chúng ta nằm ở ba điểm là thế duy trì một cách đều đặn, không phải là khi nào thích mình làm, không thích thì bỏ, bán đồ di phế, làm việc để chừng người bỏ, mình không làm như vậy, mà mình luôn luôn kiên nhẫn, tức là làm việc bền bỉ là yếu tố quan trọng. Điều thứ hai đó, là cho dù chúng ta làm gì đi nữa, chúng ta cũng trung thành với kinh điển. Chúng ta không thể nào làm việc gì đó chỉ vì mang tính cách là chạy theo xu hướng, chạy theo cái xu thế nhất thời. Bởi vì trên hết và sau hết, công việc của chúng ta là làm sao để cùng tuyên lại lời Phật dạy và cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ. Chúng ta không có quan trọng cái việc mà phải nổi đình nổi đám. Chúng ta không có nghĩ cái chuyện mà mình phải làm chương trình văn nghệ hay nói cái gì lạ đời cho có số đông người đi theo. Không. Chúng ta làm một công việc rất là kiên nhẫn với một số người hạn chế, nhưng mà chúng ta có một cái phương châm rất là căn bản là làm thế nào mà lời dạy Đức Phật được nghe, được thảo luận, được cảm nhận một cách gần nhất mà bằng tất cả cái khả năng chúng ta có thể có được đối với tam tạng kinh điển. Và điều thứ ba đối với chúng tôi rất là quan trọng, đó là sự kết hợp làm việc của chư tăng, của một tập thể hơn là một cách. Đây là thời đại mà người ta rất là nặng về cá nhân thôi. Và cái bệnh sùng bái cá nhân nó trở thành hiện tượng của mỗi thời đại, nhưng mà thời đại hôm nay nặng nhất. Người ta thích một cá nhân nào đó nổi trội không? Chúng tôi không có tin vào cách làm việc như vậy. Sự tồn tại lâu dài phải là sự tồn tại của một cái cộng đồng, sự tồn tại của một tập thể, sự tồn tại của sự hợp quần của chư tăng. Và khi Đại Đức Pháp Tính vào tham dự trong trung thì chúng tôi nhận ra Đại Đức Pháp Tính là người có thể chia sẻ những quan điểm làm việc rất là nhiều. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đại Đức Pháp Tính có đủ cái bền bỉ, không phải là khi vui đậu, khi buồn thì bay, không phải vậy. Mà trời nắng, trời mưa, trời nóng, trời lạnh gì cũng làm việc. Đó là điều chúng tôi cảm thấy sự bền bỉ. Và điều thứ hai là chúng tôi cảm thấy Đại Đức Tính rõ ràng là có cái cố gắng để đến gần với lời của Đức Phật dạy một cách trực tiếp. Cái đó là cái mà chúng tôi cũng rất là quý. Và khi chúng tôi làm việc với Đại Đức Tính thì như chúng tôi nói chuyện với quý vị từ ban đầu là rất là quý tinh thần hợp tác. Dạ. Một cái vị sư hay là bất cứ một ai mà giỏi đến đâu đi nữa mà thiếu tinh thần hợp tác không làm việc được. Chúng tôi biết có nhiều vị có khả năng nhưng mà thích một mình một chợ, một mình một cõi thôi. Chúng ta sống với chủ nghĩa cá nhân, chúng ta thích làm anh hùng cô đơn. Nhưng mà thưa quý vị, đường dài để làm việc thì chúng ta phải có tập thể. Đường dài chúng ta phải có một cộng đồng. Đường dài chúng ta làm việc phải cái cách là nó là đông có mày, tây có tao, tức là cái ghế thì nó bốn chân chứ không thể đâu ghế một chân, ghế hai chân lên khênh mà ngồi được. Thì chúng ta phải có thần khổ trương, biết quý trọng nhau, biết tôn trọng nhau, và đồng thời biết cảm kích sự có mặt của nhau trong cuộc sống này. Hôm nay là ngày tiểu trường, tức ngày giáp năm của Đại Đức Pháp Tính. Đối với chúng tôi thì chúng ta có một ngày sinh hoạt đặc biệt, nhắc lại về một người đồng hành với chúng ta trong thời gian dài, cho chúng ta những điều đáng nhớ. Nhưng mà đồng thời chúng tôi cũng nghĩ rằng một cái tâm hồn như vậy, một con người như vậy, và cho chúng ta những hồi ức rất là đẹp,
hồi đức ứng nó trở thành một hành trang tương lai cho tất cả chúng ta. Nó sẽ là một cái gì đó để cho phép chúng ta lên đường và mới cảm thấy ấm áp khi nghĩ rằng mặc dù đại pháp tính không còn nữa, nhưng mà có một thời gian nhiều năm chúng ta đã có đại pháp tính với chúng ta, và những cống hiến đại pháp tính không phải là tan biến, trút hơi thở cuối cùng ra đi là mất tất cả. Và chúng tôi cũng phải nói một điều rằng nhờ có đại pháp tính mà đã góp phần vào việc duy trì lớp học này được liên tục. Vị nào mà đã có mặt trong thời gian nhiều năm qua trước khi đại pháp tính mất, và nhất là cái vị MC, thì sẽ cảm kích điều đó. Những tâm hồn như vậy, những con người như vậy, chúng ta không trân trọng, không cảm kích, thì có cái gì đáng nữa để chúng ta cảm kích trong cuộc đời này. Và do vậy hôm nay xin chúng ta nhớ về một người đã gắn bó với rung Phật Pháp Buddha-gama trong thời gian dài, với thiện tâm, thiện chí, với sự kiên nhẫn, và với một cái sự quyết tâm mạnh mẽ. Chúng ta mong đợi được Pháp tính ở cảnh giới nào cũng có được nhiều cái phước duyên thù thắng, tiếp tục con đường tu tập phụng sự và sớm viên thành quả vị giác ngộ giải thoát. Và ngày hôm nay nhân cái lễ tiểu đường tức là giáp năm của đền Pháp tính, chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm một số cái suy tư về việc quan pháp ở trên mạng internet. Và bây giờ ta thường nói là sinh hoạt online đó, hoàng pháp online. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào phòng thảo luận đó, thì chúng tôi có cung thỉnh chư tăng ở tại chùa Viên Giác Vĩnh Long là đại đức Tuệ Tri, đại đức Tuệ Đức, đại đức Tuệ Định. Ba vị sẽ có một cái thời kinh phản ngữ để hướng nguyện công đức đến đại thông tính. Chúng ta mong rằng đại thông tính ở cảnh giới nào, nếu mà nghe và biết thì đều chúng ta nhớ rằng chúng ta không quên đại đức Pháp tính, và mong đại đức Pháp tính sẽ khoan hỷ với những cái phước báo nào chúng ta đang làm ở tại đây. Và chúng ta cũng mong cái ánh sáng nhiệm màu của Pháp qua lời kinh, qua cái tâm nguyện hồi hướng chúng ta sẽ là một cái trợ duyên lớn cho đại đức Pháp tính ở trong cuộc luân hồi. Xin thay mặt đại chúng kính thỉnh chư tôn đức chùa Viên Giác Vĩnh Long cử hành cho cái nghi thức để hướng nguyện công đức hôm nay đến đại đức Pháp tính. Nhờ lễ tiểu được, xin hỏi đại đức Tuệ Tri và chư tăng có nghe được không? Dạ, xin kính thỉnh quý ngài. Trong kính anh lễ tôi nội giác đẳng cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room, kính chào đại chúng. Xin được phép bắt đầu khóa kinh hướng nguyện công đức như buổi lễ tiểu tuần của cố đại đức Pháp tính. Kính thỉnh chư tăng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho veccā caraṇa sambandho sugato lokavido anuttaro purisa dhammasārati sattā devamanosānaṃ buddho bhagavati taṃ arahati guna saṃyuttaṃ buddhaṃ sirasā namāmi taṃ ca buddhaṃ imē hi sakkā dehi avibhū jayāmi. Svākhāto bhagavata dhammo saññettiko akāliko ehi pāsiko parayiko paccattaṃ vedikāmmo viñño hettitaṃ svākhāta diguna saṅyuttaṃ dhammaṃ sirasā namāmi taṃ ca dhammaṃ imehi sakkā
re he phi mu cha ya mi supatipanno bhagavato savaka sangho supatipanno bhagavato savaka sangho nyaya patipanno bhagavato savaka sangho samiti patipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugani attam purisa Bhagala e sapagavato sa vakasanko Nahunayo Bahunayo Dakinayo Anchalikaraniyo Anotarang Bonyaketang Lokasatitang Supatipanna Digunasang Yotang Sangkang Sirasanamamitang Kasangkang Ime hi sakka de hi asibu jayami kusala dhamma kusala dhamma abhyagata dhamma sukhaya vedanaya sammayutta dhamma dukkhaya vedanaya sammayutta dhamma adukkhama sukhaya vedanaya sammayutta dhamma vipaka dhamma vipaka dhamma dhamma Sahagata dhamma sukha sahagata dhamma upekkha sahagata dhamma dasale yapahata dhamma pavana yapahata dhamma devada sahena pavana yapahata dhamma dasale yapahata hetuka dhamma pavana yapahata tamba hetu ka dhamma ne vada sane nana pavana yamaha tamba hetu ka dhamma acayagamino dhamma apacayagamino dhamma ne vacayagamino napacayagamino dhamma sekha dhamma asekha dhamma ne vasekha nasekha Dhamma Bharita Dhamma Mahagata Dhamma Appamana Dhamma Bharita Ramana Dhamma Mahagata Ramana Dhamma Appamana Ramana Dhamma Hina Dhamma Majjima Dhamma Bharita Dhamma Nichataniyata Dhamma Samma Aniyata dhamma, aniyata dhamma, magga ramana dhamma, magga hetuka dhamma, magga tipatino dhamma, ombanna dhamma, anubanna dhamma, obadino dhamma, atita dhamma, anagata dhamma, pacumbanna dhamma, atita Ramana dhamma anagata ramana dhamma bacchumbanna ramana dhamma acchata dhamma bahita dhamma acchata bahita dhamma acchata ramana dhamma bahita ramana dhamma acchata bahita ramana dhamma
Sanasana Sambatika Dhamma Anida Sanasambatika Dhamma Anida Sanabatika Dhamma Pavisate Tikamatika Dhamma Sangane Bakarananga Masamatang Avicca paccaya sankhara sankhara paccaya vinyanam vinyana paccaya namarupam namarupa paccaya salayatanam salayatana paccaya paso pasa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadanam upadana paccaya pavo pava paccaya chati chati paccaya jara maranam sukhare vado kado mana subhaya sa sampavanti eva meta sake vala sadoka kantha sa samudayo hoti avicca jatve vase sa virana nirotha sankara niroto sankara nirotha vinyana niroto vinyana nirotha namarupa niroto Salayatana nirodha phasa nirodho phasa nirodha vedana nirodho vedana nirodha tanha nirodho tanha nirodha upadana nirodho upadana nirodha pava nirodho pava nirodha jati nirodho jati nirodha jara maranam soka parideva dukkha romana subhaya sa nirocchanti eva meta satte vala sadokha kantha sa nirodho hoti Nagama thammo nigama sathammo nacha viyange kapula sathammo sabba saloka sasadevaka saese vathammo yadidam anicchata nagama thammo nigama sathammo nacha viyange kapula sathammo sabba saloka sasadevaka saese vathammo Thammo yadidam ca dukkhata nagama thammo nigama sathammo na ca viyam ekakula sathammo sabba saloka sasadevaka saesewa thammo yadidam anattata Anicca vata sankhara Ombada vayatam vino Ombacitva nirocchanti te sangho basammo sukho Sappe satta mare santi maranantam hi jivitam yathatam mangame santi punya papa palo paga nirayam papa kammanta punya kamma dasugatam tasma daraya kalyanam nichayam sambarajikam punya nipanalokasmim patitha honti paninam fe Bundo Pamang Ro Pang Vedana Pupulo Pamama Ritiko Pama Sanya Sankara Kadalo Pamama Yo Pamancha Vinyanam Desita Decha Bantuna Achiram Vatayam Kayo Bakawin Atise Sati Chuto Abeta Vinyano Niratam Vakalingaram Ayu Osma Maca vinyanam yada kayam chahanti mangapavetho tadaseti niratham vakalingatham yathabandena gopalogavo bacheti gocharam evam charachamachuchayum bacheti banenam
Bhavantu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba bhutanu phave nasada soti bhavantu te bhavantu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanu phave nasada soti bhavantu te bhavantu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghanu phave nasada soti bhavantu te. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, pháp kinh hướng nguyện công đức đến của đại đức pháp tính chúng con đã vừa tụng xong. Bây giờ chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng quay trở lại tiếp tục điều học chương trình ngày hôm nay. Xin kính thỉnh ngài. Sa thủ kinh truyền chư đại đức thời tri, đại đức thời đức, đại đức thời định, chư viên giác Vĩnh Long đã cử hành khóa lễ để hướng nguyện công đức đến đại đức pháp tính trong buổi lễ tiểu trường ngày hôm nay. Thưa Phật tử, nhân lễ tiểu trường của đại đức pháp tính, chúng tôi muốn có một vài cái chia sẻ với quý Phật tử. Rất tiếc là hôm nay chúng ta không có mặt của chư vị giảng sư thường lệ ở trong rung. Nhưng mà chúng tôi sẽ chia sẻ từng phần, và sau mỗi phần thì chúng tôi sẽ mời một vài vị để có cái góp ý về những điều mà vừa được đề cập. Ba cái chủ đề chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay trong lễ giáp năm của đại đức pháp tính. Thứ nhất là nói đến chuyện quan pháp online. Chúng tôi muốn nhìn lại những chặng đường đã đi qua ở trong 20 năm mà lớp Phật pháp Buddha Dhamma đã thành lập và duy trì. Thứ hai là chúng ta sẽ nói về cái được và cái không được ở trong việc quảng pháp online. Và điều thứ ba đó là nhìn về tương lai đó, thì chúng ta có những cái thách thức nào mà chúng ta sẽ gặp ở trong cái đoạn đường trước mặt. Và chúng tôi rất là mong được cái sự góp ý của chư Tôn Đức và quý Phật tử đang hiện diện ở trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi sinh hoạt trong Pao Thoát ở trong một giai đoạn tương đối sớm, đó là vào khoảng năm 1995. Lúc bây giờ thì thưa quý vị, thời gian đó đó người ta liên lạc từ châu lục này qua châu lục khác. Cách rẻ nhất là dùng cái thẻ điện thoại và liên lạc về rất là tốn tiền. Thì tự nhiên có một cái chương trình sinh hoạt ở trong internet gọi là Pao Thoát ra đời, và chương trình Pao Thoát đã nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng của Việt Nam. Và lúc bây giờ đa phần là những người trẻ, người ta thích thú là bởi vì người ta có thể liên lạc nói chuyện với nhau từ Âu Châu sang Úc, sang Hoa Kỳ, Việt Nam mà không có tốn tiền. Chẳng những vậy mà chúng ta có thể gặp gỡ với nhau với một số đông người và có cái sinh hoạt tương đối là thuận tiện để có một cái tổ chức hẳn hồi. Ví dụ như là vào trong lớp học có nhiều người thì có, chúng ta có thể post lên những cái
bài viết, là đọc cái chương trình và có thể nhắn tin riêng giữa người này và người kia. Và đặc biệt là mỗi lần thì chỉ có một người cầm mic nói thôi. Thì thưa quý vị, Pao Talk có một thời gian gây sốt trong cộng đồng Việt Nam. Và nếu mà quý vị vào trong Pao Talk á, thì người ta có hẳn một cái category, tức là một cái trong số những cái phân loại đó, thì có nguyên, đặc biệt riêng là Việt Nam, thì người Việt Nam xài Pao Talk rất nhiều. Chúng tôi nhớ thời bấy giờ đó, thì chúng tôi được mời vào sinh hoạt trong Pao Talk á, chỉ vì một lý do duy nhất đó, là chúng tôi chịu vào để mà giảng. Trong lúc đó thì đa số quý thầy tương đối là dị ứng, những người lớn thì không bao giờ giảng hết. Thứ nhất là ngồi trước máy thì không có cảm hứng để mà giảng. Và ngày xưa cái chuyện mà sư vật online, các vị quen giảng trước một hội chúng ở trong đạo tràng, vì ngồi trước máy vì không quen giảng, chúng tôi thì giảng ở đâu cũng được. Do đó chính việc lời thứ hai nữa đó, thưa quý vị, là thì Pao Talk nó hay bị trục trặc lắm, mà người ta hay dùng gọi là rớt mic, là cầm mic lên rồi tự nhiên bị rớt xuống, không có cầm mic được. Bây giờ cũng còn, nhưng mà ít hơn, ít so với thời gian đó rất là nhiều. Và tệ hơn nữa bị giật mic, là ví dụ đường truyền mình yếu, người khác họ lên họ giật mic. Và nặng hơn nữa tôi gọi là cái cướp mic, tức là có những người khủng bố vào đó, họ cướp mic của mình. Và thỉnh thoảng đường truyền nó bị gián đoạn rất là thường. Đường truyền ngày hôm nay thì rất là tốt cho Pao Talk, thưa quý vị. Tại Pao Talk á, là một cái ứng dụng mà hai chiều tương tác, là máy của mình thì truyền đạt thông tin đi, thì mình cũng nhận được thông tin. Và do vì ngày trước kia thì internet yếu hơn bây giờ nhiều. Do vậy, chúng tôi nhớ lúc đó là rất là dễ bị gián đoạn đường truyền, gọi là mất mạng đó. Thì quý vị biết là những vị giảng sư mà đang giảng á, mình nó cứ bị gián đoạn hoài, cũng bị nặng lắm. Thời gian đầu thì phải nói rằng những người nào mà mê Pao Talk lắm á, thì mới vào Pao Talk thường. Chúng tôi nhớ là thời đó người ta bày ra đủ kiểu hết. Nào là văn nghệ, nào là thảo luận về chính trị có, chửi bới nhau có, rồi đủ đủ chuyện hết. Thì cũng có một số những cái lớp Phật Pháp. Và thời đó chúng tôi nhớ có một cái lớp gọi là thảo luận Phật Pháp, rồi có sinh hoạt Phật Pháp online, cũng hay mời chúng tôi vào giảng, giảng định kỳ. Có thể nói rằng chúng tôi là một ở trong những vị giảng sư mà có mặt sớm với Pao Talk và duy trì tương đối là lâu dài. Bản thân chúng tôi có một cái trở ngại. Trở ngại này, thưa quý vị, là chúng tôi thỉnh thoảng hay đi, và khi đi như vậy đó, nó không có dễ dàng để vào trong Pao Talk. Ngày hôm nay đó, thì quý vị biết rằng đã có những cái thay đổi rất lớn mà so với 20 năm về trước. Chúng tôi không dám mơ nghĩ đến nữa. Lấy ví dụ như ngày hôm nay, chúng tôi có thể lên máy bay, bay ở giữa Đại Tây Dương hay là Thái Bình Dương, và trên máy bay có wifi, và chúng tôi cứ vào trong internet, mặc dù không nói được, tại vì nói mình sợ nó làm động đến những người xung quanh, mình không nói được. Nhưng mà chúng tôi có thể nghe, và đồng thời có thể tắt chat và có thể gửi bài được. Đó là một cái kỳ tích. Và ngay cả ngày xưa mà đi ở trên xe đó, thì quý vị không có vào trong Pao Talk được đâu. Có khi đi đường dài đó, tới giờ vô Pao Talk chúng tôi phải ngừng lại ở một nơi nào đó. Và lúc đó là phải xài internet quán cà phê hay là của Starbucks, như là Starbucks chẳng hạn. Và có khi thì được, có khi không. Từ cái chuyện mà phải nhờ vào wifi, rồi dùng được cái internet của điện thoại, đầu tiên là 3G, qua 3G rồi bắt đầu gọi là 3G đó, rồi 4G, rồi sau này bây giờ mình có thế hệ thứ 5 là 5G, 5G đó, thì chúng ta mới càng ngày thì nó càng ổn định hơn trong cái đường truyền.
Và chúng tôi nhớ rằng thời đó đó mà khi mà cái hệ thống 3G mới bắt đầu thì cái điện thoại vẫn chưa đủ sức để vào trong phao thoát. Và lúc đó chúng tôi dùng cái điện thoại để làm một cái modem cho Internet, tức là chúng tôi câu cái wifi của điện thoại để vào vào trong phao thoát bằng laptop. Tôi cực lắm thưa quý vị. Sau này đó thì phao thoát lại có những ứng dụng ở trong Android và trong iOS đó, thì nó lại đi một bước xa hơn nữa, là chúng ta có thể vào trong phao thoát bằng iPhone hay bằng smartphone của Android chẳng hạn. Chúng ta vào được, ngày xưa thì không có. Và lúc đó cái ứng dụng mà ở trong phone nó không bảo đảm, nhưng mà nó khó khăn lắm. Bây giờ thì tốt hơn nhiều. Nói chung là ở trong 20 năm qua, kể từ khi mà chúng tôi chính thức mà bắt đầu mở lớp diệu pháp, rồi sau này Phật pháp Buddha Dhamma đó, thì về kỹ thuật đã thay đổi nhiều. Và 3-4 năm trước đó, chúng tôi sờ vào sinh hoạt với những room khác đó, thì phải nói rằng rất là cực. Quý vị có biết rằng thời gian đó có nhiều khi những người Phật tử mà họ tổ chức lớp Phật pháp thuyết pháp đó, họ tốn tiền điện thoại cho chúng tôi, là chúng tôi không có vào room được thì họ gọi điện thoại và chúng tôi phải, họ phát lại cái bài giảng chúng tôi qua cái điện thoại, qua cái speakerphone để vào trong phao thoát. Lúc đó chúng tôi gọi là rất là thô sơ, bằng kỹ thuật rất là thô sơ, nhưng mà tức là họ gọi điện thoại chúng tôi rồi họ dùng cái speakerphone đó để vào trong cái gần cái microphone, để microphone mới truyền vào trong phao thoát. Và khi chúng tôi nói chuyện giống như chúng tôi nói qua phone thì chúng tôi không biết ấn gáp gì, là đầu dây ai làm gì và biết gì. Và thưa quý vị, rồi không phải về kỹ thuật mà là về cái thành phần tham dự. Như chúng tôi nói rằng thời gian đầu đó thì đa phần là những người trẻ, những người mà ưa thích về kỹ thuật. Rất ít khi những người Phật tử lớn tuổi mà vào room nghe pháp. Và sau này nó lôi kéo thêm một số thành phần mà họ rất là năng nổ về chính trị, về tôn giáo này nọ đó, họ vào. Nhưng mà khi mà họ năng nổ vào đó thì họ lệ thuộc về kỹ thuật rất nhiều về những người trẻ. Đây là một cái vấn đề mà tương đối chúng ta phải chấp nhận, là người lớn tuổi đó thì thích nghi với cái việc mà chúng ta gọi là công nghệ, mà ngày xưa chúng ta gọi là kỹ thuật á, rất là chậm, và tương đối rất là chậm thưa quý vị. Quý vị biết là những người mà chịu khó tu, chịu khó nghe pháp là thường là những người lớn tuổi, mà vào trong phao thoát mà khó vào, mà vào mà cứ bị gián đoạn lúc này lúc khác hoài thì ai cũng nản hết. Thì những người trẻ đó họ có hăng hái, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng cái số lượng mà người trẻ mà họ ưa chuộng Phật pháp thì không có nhiều, dạ, bằng người lớn tuổi. Về sau này thỉnh thoảng chúng tôi gặp một số Phật tử ở chùa tương đối lớn tuổi nhưng mà vẫn vào trong phao thoát được á, là bởi vì bây giờ phao thoát tương đối dễ. Thí dụ như mình đã nạp một cái ứng dụng phao thoát vào trong phone và sẵn cái nickname, sẵn mọi thứ, họ chỉ bấm cái vào là một vài cái thao tác nhỏ là họ có thể vào được. Thành những người lớn tuổi bây giờ nghe được tương đối nếu có ai hướng dẫn. Ngày xưa là khó thưa quý vị. Và cũng có nhiều người mà họ phải nói rằng họ rất là chậm về computer. Có đôi khi cái phao thoát nó tự update lên hay là nó có gì khác biệt, mấy người này họ la ới ới họ không có vào được. Thành ra nó là một cái giao điểm. Giao điểm nó khó khăn là những người trẻ thì thông thạo thoải mái về kỹ thuật nhưng mà lại không có cái hăng hái để mà sinh hoạt Phật pháp. Quý vị cứ tưởng tượng là nếu vào sinh hoạt về về văn nghệ về này kia nó vui đó, thì chúng tôi thưa rằng họ có nhiều cách vui hơn ở bên ngoài. Và bây giờ đó càng ngày đó thì về YouTube, về Facebook và những cái mạng xã hội khác đó, nó có nhiều cái hấp dẫn hơn. Người ta, những người trẻ là họ không có chuộng mà gọi là bây giờ mở ra những cái lớp, những cái room mà để nghe karaoke, chiêu bạc văn nghệ thì họ
họ không có chuộng như ngày xưa đâu. Ngày xưa nó lạ. Và những người lớn tuổi thì rất là tội nghiệp, muốn vào nghe pháp thì lại đôi khi hơi lạ lẫm với khoa học, với công nghệ. Mặc dù rằng thoát thoát thì nó không phải là chuyện gì công nghệ cao, nó không có chuyện gì mà lớn chuyện, nhưng mà đối với một số người thì nó hơi lạ. Và cũng phải nói rằng có ba cái yếu tố mà đã thúc đẩy và những người lớn tuổi đó mà đến gần những sinh hoạt online trong thời gian vừa qua. Thứ nhất đó là điện thoại cầm tay. Hồi xưa thì và chúng tôi nhớ rằng có nhiều người lớn tuổi đó không thích smartphone, chỉ thích điện thoại nào có nút bấm thôi. Họ sợ smartphone lắm. Và đã xài smartphone rồi đó thì phải mất thời gian dài mới xài những ứng dụng. Và bây giờ chúng tôi thấy rằng đa số những người lớn tuổi đều xài điện thoại. Khi mà mới có điện thoại đó mà chúng tôi cầm điện thoại xài đó thì cũng bị chỉ trích nữa. Nói là mình tu mà còn phải đặt xài điện thoại. Điện thoại đi đâu cũng phải mang theo, rồi phải sạc pin. Và rất nhiều vị lớn tuổi tự hào rằng tôi sống ở Mỹ chứ tôi không bao giờ xài tới điện thoại. Nhưng mà dần dà thì ai cũng xài điện thoại hết, vì nó là một cái nhu cầu. Rồi từ chỗ đó đó, từ cái điện thoại bấm đó, điện thoại analog đó, sang digital. Rồi từ cái điện thoại mà chúng ta gọi là điện thoại không thông minh đó, đổi sang điện thoại thông minh. Rồi từ điện thoại thông minh đó thì người ta quen thuộc với những cái ecosystem, những cái môi trường sinh thái của Android, iOS, và dần dà ra họ tiến lên. Thì cái smartphone đó, nó là một cuộc cách mạng lớn đó, trong xã hội loài người. Nó thay đổi. Và cái smartphone đã đưa con người gần hơn với cái sử dụng internet. Và chúng tôi cũng phải nói rằng có một cái công đóng góp rất lớn của Steve Jobs và hãng Apple đó, là cái việc mà giới thiệu cái iPad đã khiến cho nhiều người lớn tuổi cảm thấy quen thuộc hơn, dễ hơn. Ngày xưa người ta có bình dị ứng với máy móc, đụng tới máy móc là sợ, có nhiều người lớn tuổi không có muốn. Nhưng mà rồi nhờ cái iPad đó, chúng tôi thấy rằng những vị hòa thượng lớn tuổi hay là một số Phật tử dần dà rồi không có iPad không được. Và thưa quý vị, khi mà có được cái iPad, có được cái điện thoại cầm tay, thì chúng ta cũng phải nói thêm một điều rằng cái đà tiến của internet nó rẻ hơn. Ngày xưa internet rất là mắc, và bây giờ đó cái tiền trả hàng tháng không có cao, nhưng mà mình có thể, nếu mà chúng ta không có xài nhiều thì trả một số tiền unlimited, mình có thể vào internet và rất là thoải mái. Dạ, với một cái dung lượng rất là cao hàng tháng mà sẽ xài được. Thì 20 năm qua chúng ta đã chứng kiến được rất là nhiều thay đổi. Dạ, rất là nhiều thay đổi trong cái về phương diện kỹ thuật. Và cũng có một cái, ở đây chúng tôi không biết là một cái chứng duyên hay là một trơ duyên, nhưng mà nó có chuyện này thưa quý vị, là đại dịch COVID. Dạ, đại dịch COVID đã khiến cho có một số người nhận ra cái lợi ích của những cái sinh hoạt online. Tại vì sao? Về sự giãn cách xã hội là cách ly ở trong thời gian đó, thì người ta có thể được hưởng lợi từ cái sinh hoạt ở xa. Trước kia thì cũng có một số Phật tử sinh hoạt ở trong room đây. Quý vị đến từ các tiểu bang xa xôi như Nebraska, Minnesota, ở Cincinnati chẳng hạn. Các vị cho chúng tôi biết rằng ở trên đó thì các vị không có chùa, và cũng có khi có chùa mà không có cái sinh hoạt tu học. Và nhờ vào cái lớp này mà các vị có thể vào nghe pháp. Cái số đó không có nhiều, vài ba chục người, nhưng mà chúng tôi rất là cảm kích. Và một trong những lý do mà chúng tôi duy trì cái lớp Phật pháp hàng ngày là chúng tôi nghĩ về những người như vậy. Dạ, ở xa không có điều kiện đi chùa, không điều kiện nghe pháp, và bằng cái tâm thành có thể nghe pháp được, có thể học Phật pháp được. Thì thưa quý vị, cái đối tượng đó, ban đầu là những người trẻ yêu công nghệ, rồi chuyển sang những người mà yêu thích Phật pháp nhưng mà rất là cố gắng gọi là cái để thích nghi với những cái rắc rối của kỹ thuật. Và bây giờ thì người ta lại quen hơn với kỹ thuật, quen hơn với online, nhờ vào Facebook, nhờ vào đại dịch, nhưng mà nhờ vào YouTube. Nhưng mà rồi thưa quý vị, cái số người lớn tuổi vẫn còn khó khăn,
vẫn còn khó khăn nhiều với kỹ thuật. Chúng tôi làm việc ở trong giáo hội Đồng Thống Nhất á, là cho đến giờ này các thành viên, mấy chục thành viên chỉ họp bằng điện thoại, gọi là telephone conference, điện thoại được. Nhưng mà họ bằng Zoom đó, thì các vị còn ngại không lắm. Và cái sinh hoạt gì mà nói chung bằng Zoom mà các vị còn ngại. Mặc dù dân già rồi, chúng ta phải đối diện với một thực tế đó là mọi người đều phải sử dụng những cái hệ thống như là Zoom. Ngày hôm qua chúng tôi có cái buổi nói chuyện với Linh Mục Vũ Thành, vị này là chánh sứ của Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình tại Houston, cũng quen lâu năm. Thì Linh Mục Vũ Thành cũng có than một điều là bây giờ do cái ảnh hưởng của YouTube, ảnh hưởng Facebook, thì càng ngày người ta, ngay cả bên Thiên Chúa Giáo, giáo dân họ lại thích dự lễ qua online hơn là đến nhà thờ. Và điều đó nó cũng mất đi cái không khí. Và thí dụ như là người ta đến chùa hay đến nhà thờ mà bằng sự hiện diện thật sự đó, thì cái không khí nó khác. Còn mình ở nhà thì nó khác. Và trước đây chúng tôi cũng nghe một vài cái vị trưởng lão bên Thái Lan, các vị nói rằng bây giờ có nhiều Phật tử họ không cần đến chùa để nghe pháp nhiều nữa. Ở nhà họ vô trong laptop họ mở ra thì họ có thể truy cập những cái vị giảng sư giảng ở tỉnh này, tỉnh kia, chỗ này, chỗ kia. Và cũng giống như họ tham dự lễ đó. Thì nghe pháp thì cũng nghe được, nghe tụng kinh nghe được. Nhưng mà cái không khí nó rất là khác với khi mình có mặt ở tại một ngôi chùa. Và bây giờ đó, thì chúng ta đi vào trong một cái tình trạng gọi là giữa cái đời sống thật và cái virtual reality, là cuộc sống ảo. Mà cuộc sống ảo nó cũng là thật, thật nó là ảo. Ví dụ như ngày xưa người ta nói rằng sinh hoạt ở trên phong tóc là sinh hoạt trên trời, còn ở ngoài sinh hoạt dưới đất, hoặc là sinh hoạt ở trên online, sinh hoạt ảo, ở ngoài là thật. Nhưng bây giờ thì tiền Bitcoin á, là tiền ảo cũng là tiền thật, và tiền ở bên ngoài tiền thật cũng là tiền ảo. Và sinh hoạt nào thì nó cũng có cái sự pha lẫn giữa cái này cái kia. Nên chúng ta phải nói là ở trong thế giới hư hư thật thật này đôi khi cũng rất là khó biết, thưa quý vị. Và thưa quý vị, khi mình nhìn lại những cái chặng đường đã đi qua đó, thì đầu tiên năm 2000 đó, thì lớp Phật Pháp Buddhama chào đời lúc đó có tên là Rung Diệu Pháp. Diệu Pháp là cái chữ mà chúng tôi đặt. Nhưng mà cái người đầu tiên mà khởi xướng cái lớp sinh hoạt này đó là Sư Pháp Nhiên. Dạ, Sư Pháp Nhiên. Thì ở trong gia đình chúng tôi có 5 anh em. Thì Tòa Thủy Siêu là lớn nhất, chúng tôi là thứ nhì. Sư Tòa Khanh, Sư Nguyên thứ ba, Sư Nguyên thứ tư, Sư Tịnh thứ năm. Thì Sư Pháp Nhiên, Sư là người đệ sĩ đầu tiên. Sư chỉ muốn có cái lớp để học kinh Pháp Cú. Dạ, học kinh Pháp Cú. Vì nào mà có, chúng tôi nhớ không lầm là dường như là ở trong lớp học này chỉ còn có cô Lăng Nhân Việt là có sinh hoạt sớm với chúng tôi thời gian đầu. Rồi không biết là có vị nào sinh hoạt từ bắt đầu. Thời gian đầu đó, chúng ta sinh hoạt kinh Pháp Cú, thưa quý vị. Dạ, Pháp Cú giảng. Và lúc đó chúng tôi nghĩ rằng mỗi ngày giảng kinh Pháp Cú 423 bài kệ kinh Pháp Cú chắc là mình giảng cả chục năm. Không, chỉ ngốn có chưa tới một năm là tại vì ngày nào cũng giảng, một ngày giảng 365 ngày. Nhưng mà kinh Pháp Cú có nhiều khi một ngày giảng 2-3 bài kệ một lượt cho một diện tích thì đâu có giảng hết năm. Và cũng phải nói rằng ban đầu thì chúng tôi được vào mời vào giảng đó, là do yêu cầu của Tòa Pháp Nhiên. Giảng với tính cách là giảng sự được mời. Nhưng mà sau này thì các vị lại không có tiếp tục làm điều nữa, mà chúng tôi lại là người dần dần gánh luôn. Dần dần gánh là, và sau cùng thì hầu như công việc ở trong room điều hành là chúng tôi là người chịu trách nhiệm. Và cũng có vài điều rất là thú vị, thưa quý vị. Thời gian đầu đó thì ngoài giáo trình kinh Pháp Cú, chúng tôi chật vật một điều là các vị giảng sư. Và thì chúng tôi rất là hoan hỷ là trong những cái buổi giảng thì có sư trưởng, có tiền tạo tự siêu,
và có một số chư tăng, nhưng mà rồi chúng tôi hay bị nó bị rầy, không phải như bị ai bị than phiền là các vị vào giảng, các vị nói là ngồi nói chuyện với cái máy không không có cảm hứng gì hết, thì các vị quen thuyết pháp rồi, ngồi trước pháp tòa có đại chúng mà bây giờ ngồi nói chuyện, nhất là sư trưởng, sư trưởng rất là than phiền về việc đó. Và rồi ngày xưa máy móc này trục trặc á, và cũng không có nhiều vị. Bây giờ chư tăng ở Việt Nam có đại đức Từ Tri và số chư tăng cũng tương đối là cũng tháo vát trong máy móc, như ngày xưa là phải kiếm cái người cố vấn về kỹ thuật từ ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ mà chỉ Việt Nam là nó phiền lắm. Có khi phải tốn tiền tiền được họ gọi về chỉ chư tăng là mở máy nào, lâu lâu phải dọn rác, giờ quét sạch máy rồi. Ôi đủ thứ chuyện hết. Nói chung là các vị giảng sư thì phiền hà rất nhiều. Và quý vị biết là chúng tôi cũng gặp cái trở ngại là chư tăng ở Việt Nam là quen thuyết pháp chứ không có quen thảo luận. Và nên sư trưởng á, thời gian ban đầu khi mà chúng tôi nêu lên những câu thảo luận, sư trưởng rầy. Dạ, sư trưởng rầy, sư trưởng nói sao mà ở chùa tu học lâu mà còn hỏi những câu như vậy. Mà thật sự là chúng tôi hỏi không phải vì chúng tôi thắc mắc, mà chúng tôi hỏi là muốn sư trưởng giảng. Thì quý vị nghe trong rung, có nhiều khi chúng tôi đặt câu hỏi này câu hỏi kia, thì thời gian đầu chúng tôi bị sư trưởng rầy là thường lắm á. Tại có lẽ là vị nào mà không có sinh hoạt đó thì các vị không có, có lẽ các vị không có nhớ, nhưng mà thời gian đầu sư trưởng bô, lâu lâu sư trưởng hay la, la giống như ngày xưa mà chúng ta ở gần ngày tịnh sự rầy mình hỏi. Nhưng mà bây giờ mình đặt câu hỏi cái nhiều khi không phải là vì mình không biết cái chuyện đó, mà mình hỏi là tại vì để cho các vị trả lời. Các vị chưa có quen với việc đó, nó mất cũng vài ba năm đó, thì các vị mới hiểu rằng các vị mới quen cái cách gọi là vấn đáp. Và vấn đáp tức là vị này hỏi vị kia trả lời, và khi hỏi thì không phải là mình muốn chất vấn, hay là hỏi là vì không biết, hay là hỏi là tại vì cái chuyện đó thế này kia, mà đơn giản là mình hỏi để có đề tài thảo luận thôi. Và các vị giảng sư còn một cái trở ngại khác đó, đó là khi mà các vị thời gian đầu á, chúng tôi bị các vị than phiền là có muốn đặt câu hỏi gì phải gửi trước, tự nhiên mời lên cầm mic rồi hỏi ra câu hỏi là sao trả lời. Chứ tăng lớn quá cũng khổ quen đánh trận kiểu đó. Và các vị yêu cầu là chúng tôi muốn có thảo luận cái gì đó thì phải gửi câu thảo luận trước, tức là chúng tôi phải gửi qua các vị gọi là các vị MC đó, những cái phật tử chuyển đến chư tăng. Nó có điểm này là đó là cách làm việc bài bản của chư tăng ở Việt Nam. Còn khi mà chúng ta ra bên ngoài đi làm việc thì mình đâu có chuẩn bị cái gì đâu. Và các vị nghĩ rằng là một câu hỏi mà muốn trả lời tốt là phải được nghe trước rồi chuẩn bị trước, nó cũng phải mất nhiều năm. Sau này thì chư tăng mới quen có đôi khi tới mới vừa vào trong room cầm biết chúng tôi hỏi thì các vị cầm trả lời. Quý vị thấy một cái sự thay đổi rất lớn nhé. Chứ hồi xưa là không có như vậy. Hồi xưa là mới vừa vào room là nó mới vô, chưa có đóng máy, chưa có biết gì hết, tự nhiên hỏi rồi. Hay là tại sao không có nêu câu hỏi trước, mà bây giờ tự nhiên hỏi, thí dụ như vậy. Bây giờ thì các vị giảng sư đã rất là quen thuộc và rất là thích nghi. Thì kể ra thì nó là cả một cái sự thay đổi rất lớn, thưa quý vị. Thế nhưng vậy mà ở trong thời gian đó, thỉnh thoảng có một số chư tăng được mời thỉnh vào. Thí dụ như là có thời gian đi sư lý liệu pháp làm việc ở trong lớp Phật Pháp Bồ Tát Ma cũng nhiều, cũng vài năm, và đi sư đi học bên Ấn Độ thì có một vị khoa trưởng của phân phái Phật học ở Đại học New Delhi là Ngài Sajjaban. Vì sau này Ngài được thỉnh làm tăng thống của Ấn Độ đó. Ngài cũng mới mất năm rồi, chúng tôi có làm lễ cho Ngài. Thì Ngài sinh hoạt ở trong room 2 năm. Thì thời gian đó là mỗi ngày này vào ngày giảng đó, thì hoặc là đi sư liệu pháp hoặc chúng tôi dịch lại. Rồi quý Phật tử nếu có hỏi thì chúng tôi cũng dịch sang để Ngài trả lời. Trường hợp bất trường hợp đặc biệt. Riêng về cái thì sau cái môn pháp cú á, thường thường chúng tôi và thượng tọa Thầy Siêu hay có những cái thảo luận chung mọi người, và đa phần là lựa chọn một số cái tác phẩm nào đó
Có lúc chú Thầy chọn cái tác phẩm The Treasure of Dhamma, tức là những cái viên ngọc báu ở trong kho tàng của chánh pháp của người Thamananda. Nó giống như một cái tác phẩm trích đoạn, hoặc giả là cái quyển sách của người Bồ Thí, người Bồ Thí những lời Phật dạy. Nhưng mà đa phần là dạy những cái tác phẩm ở trong kinh điển. Đã từng dạy Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo, đã từng dạy Na Tiên Tỳ Kheo Kinh, hay là Milindapanha, Milinda Phấn Đạo, đã từng đi qua Tăng Chi Bộ Kinh, tương ứng bộ, trường Bộ Kinh Trung Bộ, hiện tại là tương ứng bộ. Truy Nguyệt Tiểu Bộ đó thì đã dạy những tập như là Suttanipata hay là Udana, dạy cũng nhiều, trưởng lão Tăng kệ, trưởng lão đi kệ, kể ra thì ở trong Tạng Kinh đó, và ngoài hai cái tác phẩm mà sớ giải, tức là Milindapanha, tức là Milinda Vấn Đạo và Visuddhimagga đó, thì ở trong kinh đạn thì chúng tôi nghĩ rằng Rupa Pháp Buddha Dhamma đã bao biện, đã có một cái nội dung sinh hoạt chắc cũng là 75%. Dạ. Trung bộ thì dạy lên hai lần, Tăng Chi một lần, Trường bộ một lần. Tương ưng thì chúng ta đang dạy, tương ưng còn dài lắm. Và tiểu bộ thì cũng đã có 6 tác phẩm của tiểu bộ kinh, trên như là Kinh Pháp Cú, Kinh Tập, hay là Phật Tự Thuyết, hay là Cảm Thấy Ngữ Chân Phật Vật, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, thì kể ra cũng học nhiều chứ không ít. Dạ, cũng học nhiều. Và đặc biệt cái giáo trình mà của cái môn học mà trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma thì tương đối hơi kén, quý vị, hơi kén. Chúng ta không nhắm vào đại chúng, mà chúng ta xem đó là một cái gì đó, một cái điều kiện mà chư tăng Phật tử có thể đi vào trong Tam Tạng Kinh Điển. Đây là cái dụng ý. Thì nếu quý vị thấy rằng lớp Phật Pháp Buddha Dhamma thì cái người học không có đông. Và cái kinh nghiệm của chúng tôi thấy rằng đa phần là những cái gì mà người ta nói tất cho vui á, như văn nghệ này nọ thì nhiều người họ theo. Chứ lớp dạy mà gọi là chuyên môn về Tam Tạng Kinh Điển thì ít có người theo được trường kỳ lắm. Dạ, họ theo thời gian thôi. Chúng ta thấy rằng trong lớp học của Buddha Dhamma trung bình trên dưới 50 người, kéo dài 20 năm thì cũng vậy. Và dĩ nhiên có những người đến và những người đi, nhưng mà cái số người mà gọi là thật sự ưa chuộng học và chánh đạo thì không có nhiều. Chúng tôi thì không có buồn phiền gì bằng những cái chuyện đó. Và có nhiều vị thì đặt nặng về chúng tôi đặt nặng vấn đề là làm sao mà tất cả chúng ta có dịp được lắng nghe Phật ngôn từ trong chánh tạng. Đó là cái nội dung mà chúng tôi luôn luôn canh cánh bên lòng. Còn cái chuyện mà vui buồn nóng lạnh khi về khi khác của cuộc đời đó thì chúng tôi lại không có đặt nặng lắm. Và những vị nào làm việc lâu năm thì hiểu chúng tôi làm việc, chúng tôi đặt nặng vấn đề bền bỉ. Bền bỉ là một, và thứ hai nữa đó là phải làm sao mà chư tăng có một cái sự cộng tác với nhau để làm việc, và thứ ba là chúng ta sẽ đọc thẳng vào trong chánh đạo để chiêm nghiệm lời Đức Phật dạy. Thì phải nhận là lúc sau này đó chúng ta có nhiều cái điều kiện hơn và dễ dàng hơn để Phật tử có biết là khi nhiều năm ở trong Pho Thóc chúng ta không có cố sự tiếng Việt. Lúc đó quý Phật tử làm việc rất là cực, là quý vị phải đánh dấu. Chúng tôi bây giờ thì chúng tôi cũng không có rành cái đó lắm, nhưng mà các vị có một cái cách viết của tiếng Việt ở trên Pho Thóc riêng, vì sau này quý vị đọc được mà cái Unico có thể post lên Pho Thóc, đó cũng là một sự thay đổi. Chứ hồi xưa viết tiếng Việt không được. Tiếng Việt vì không được thì lấy gì mà viết tiếng Pali chứ. Dạ, không có tiếng Pali nên chi. Kể ra thì nó cũng là một cái sự thay đổi rất là lớn khi mà chúng ta có thể viết được tiếng Việt và tiếng Pali trên Pho Thóc. Chỉ chưa có post hình được thôi. Chứ nếu mà bây giờ thì họ có post video. Tuy nhiên cái video thì nó lại không có lợi lạc, và có nhiều người cái đường truyền yếu thì cũng không có coi được. Thành chúng tôi vẫn không có chủ trương quảng bá video ở trên Pho Thóc. Đó là về nội dung. Và
Còn về vấn đề cái tổ chức ấy, thì thưa quý vị, phải nói một điều rằng cái duy trì một cái thành phần nhân sự là điều rất cần thiết. Mỗi ngày mà quý vị vào trong lớp Phật Pháp Buddhadharma để học đó, thì nó cũng có một số công việc phải làm, ví dụ như là chuẩn bị bài vở, ví dụ là mở room, đóng room, ví dụ là làm công việc điều hành, vân vân. Chúng tôi có một cái chủ trương là làm càng đơn giản thì càng lâu dài, mà làm cái gì công kênh thì không có lâu dài. Có thời gian thì quý Phật tử cũng muốn làm việc rất là kỹ, là lập một thành một cái ban tổ chức rồi phân chia công việc. Nhưng mà chúng tôi phải nói rằng những người, những thành viên ấy, rất là buồn phiền với nhau, để đụng chạm với nhau lắm. Có lúc thậm chí là chúng tôi phải nhờ đến ni sư Liệu Pháp đứng ra làm điều họp trong vài năm điều họp, nhưng mà rồi cũng có vui buồn, rất là dễ vui buồn thưa quý vị. Dạ, cái này là cái mà, cái này một cái bệnh buông thở với tất cả chúng ta, đó là dễ giận dễ hờn với nhau lắm. Dạ, người thì làm ít người làm nhiều, hay là làm cái này không hài lòng người kia, kia hài lòng người nọ. Ở trong lớp thì đa phần là các vị giảng sư thì làm việc lâu dài, trừ đại đức Phật Tính là đại đức buồn quá, đại đức đi bỏ chúng ta đi sớm thôi. Còn các vị giảng sư thì có mặt cũng nhiều năm, như là thượng tọa Từ Siêu, tọa Pháp Đăng, tọa Từ Quyền, tọa Pháp Tân, rồi sư Nguyên Thông, rồi chẳng hạn đại Pháp Tính. Thì nói chung là chỉ vì giảng sư thì cũng thấy vậy mà đơn giản, nhưng mà quý Phật tử ở trong room thì dùng cái chữ MC, thật ra chữ MC nó cũng không đúng là gì MC, nhưng mà quý vị nhớ là trong danh từ Phao Thoát có những từ vui lắm. Dạ, thì gọi những cái thành viên mà để gọi là để hỗ trợ chữ tăng, thì những vị đó gọi là MC đó. Thì có một số các vị mà làm việc rất là bền, rất chịu khó bền, còn một số vị thì lại vì cái vui buồn mà ra đi rất là dễ, có những cái vui buồn lắm. Dạ, cái này là cái mà phải nhận. ở đây chúng tôi phải nói rằng những vị Phật tử nào mà làm việc mà lâu dài ở trong lớp bây giờ đó, thì chỉ còn cô Lăng Nhà Nguyệt là việc lâu dài nhất ở đây, rồi kế là cô Nhật Quỳnh, và những vị khác thì lại cùng có mặt. Hồi xưa chúng ta có một số người, nhưng mà vì hoàn cảnh này hoàn cảnh khác, nhưng mà phải nói là nó rơi rụng từ từ. Tuy nhiên chúng tôi cảm nhận được một điều rằng cái việc mà nhân sự nó ở cái mức độ tương đối thôi, chứ chúng ta không đòi hỏi tuyệt đối. Dù sao đi nữa thì mỗi một ngày đều làm việc và làm một cách kiên nhẫn bền bỉ là một dấu hiệu đáng mừng. Và như chúng tôi nói rằng cái việc chính là việc có cái sự cộng tác của chư tăng. Từ nhỏ tới lớn chúng tôi đi sống ở Việt Nam và sống ở xứ người như quán Công Phật Giáo á, không có cái lớp học nào mà một ngày mà có vài ba vị giảng sư vào cùng để thuyết pháp, cùng để thảo luận như lớp Phật Pháp Buddhadharma. Anh chưa thấy điều đó cũng là một cái điểm rất là lợi lạc, rất là thú vị khi mà làm việc ở tại đây. Thì thưa quý vị, đó là những chặng đường mà chúng ta đã đi qua về mặt kỹ thuật, về mặt giảng sư, về mặt nội dung, về mặt ban điều hành. Và chúng ta cũng phải nói thêm là xuyên suốt trong thời gian đó thì đã có một số các vị đã vĩnh viễn ra đi. Và ở trong đó có như cô Diệu Tịnh là một tu nữ, hay là cô Bích Thu là người mất đi, làm việc cho đến mất đi, hay là đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính đó là những vị mà làm việc ở trong room của chúng ta. Kể ra thì trong 20 năm á, thì chúng ta cũng có một số người làm việc cho đến cái hơi thở cuối cùng là rồi ra đi. Nhưng mà phải nói rằng riêng với đại đức Pháp Tính á, là một cái trường hợp trước khi đại đức Pháp Tính mất có một ngày vẫn giảng ở trong room và vẫn làm việc với một cái
với một cái việc làm việc rất là bình thường. Hôm sau để Đức Pháp Tính ra đi, thì do vậy hôm nay chúng ta có cái ngày để tưởng niệm một người đã đồng hành với chúng ta trong một thời gian rất là dài. Bây giờ thì chúng tôi xin được tạm ngưng phần 1 ở tại đây, đó là nhìn lại những chặng đường đã qua, để có một vài cái chia sẻ với chư Tôn Đức cũng như quý đạo hữu đang có mặt ở trong room. Thấy giờ này có thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền đã có mặt ở trong room rồi. Thượng Tọa Tuệ Quyền ơi, Thượng Tọa Khoan Hỷ, không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe không? Nếu Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin Thượng Tọa Hỷ cho biết. Dạ. Thượng Tọa Tuệ Quyền, khi mà chúng ta nhìn lại những chặng đường đi qua 20 năm rồi của room Phật Pháp Buddha Gama, thì Thượng Tọa có thể chia sẻ với quý Phật tử đi trong vài phút là có những cái cảm nhận nào. Thượng Tọa thấy rằng là cái sinh hoạt ở trên Internet đó, nó được tốt hơn, được cải thiện hơn và có lợi ích hơn. Là một vị giảng sư cũng là rất là bền bỉ, có mặt rất sớm trong chương trình. Xin kính thỉnh Thượng Tọa chia sẻ một vài điều với quý Phật tử hôm nay. Thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, dạ, tôi đã chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Đại Đức Tự Đức Sư Nguyên Thông, cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cũng như Phật tử. Dạ, kính mời quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là thật sự mà nhìn lại thì chúng ta thấy chúng ta đi qua trên 20 năm. Thì xem như đó là một cái chặng đường mà hoằng pháp, một chặng đường mà phát triển Phật Pháp, thì có thể nói rằng là xuyên qua cái bao thoát này, biết bao nhiêu người được đạt được cái sự hữu ích và có cái duyên với Phật Pháp. Đây chúng ta phải thành thật cùng chúng ta ghi nhận một cái lợi lạc mà xuyên qua chương trình này đã mang tới. Cái tính năng của thời đại. Và cũng có thể nói rằng là qua biết bao nhiêu thời gian này thì cái ở người đi, chúng ta nói rằng sống cũng vậy, cũng vậy, mà chết thì cũng vậy. Nhưng điều mà có thể nói rằng có người thì người mới vào, của người cũ thì cũng cũ luôn, không còn gặp mặt nữa, vân vân. Thì đó cũng là cái, nói chung là cái duyên thôi, cái duyên của Phật Pháp. Và chính nghĩ lại tinh thần cá nhân thì đó cũng là một buổi, vào một buổi tối. Thật sự ra thì không ai ép buộc hay bắt buộc gì cả, mà hay hoặc là không phải là phần ngày của chính mình gì cả. Nhưng điều mà đối với các vị giảng sư thì lúc nào mà có thể vào được thì tâm tư cũng vẫn muốn vào để đóng góp, để sinh hoạt, để nghe, để có thể đóng góp, để có thể nghe được và có thể ôn lại được. Riêng cho nó con đó, thì kính bạch Thượng Tọa thì có thể nhờ cái rung Phật Pháp đó, cũng ôn tập lại nhiều, nó cũng nhiều. Có thể nói rằng là thổ nhỏ thì học tới lớn thì học rất là nhiều. Nhưng điều kiến thức là những gì mà chúng ta đã quên rồi, bây giờ chúng ta nhớ lại bằng một tưởng tri của kiến thức, nó rất là tuyệt vời. Mà cái sự sinh hoạt này chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó đơn giản đâu, phải nói là cả một cái sự đóng góp của đại chúng, mà trong đó chính là nhất là Thượng Tọa. Con cũng nói thành thật, phải nói là có một sức, có một đại nguyện, có một cái sự bền bỉ. Nó không phân, nó không nói về cái sức khỏe, cũng không có nói về cái thời gian nữa. Thì Thượng Tọa rất là bận, những điều mà cũng dành cái thời gian cho đây như là một cái trách nhiệm, cho đây như là một cái việc phải làm. Và con cũng học ở đó, nghĩ rằng cũng chính là một điều mà đây là những hành trang để mang theo.
quả thật nó con nhớ không lầm thì đây cũng như nói lại, chúng ta có một cái, có một cái sự sinh hoạt như vậy, thì như là một một ngày mà chúng ta biết lễ Phật, một ca ngày chúng ta biết lễ pháp, một ngày chúng ta biết lễ tăng, như là nhắc lại, như là ôn lại, như là một cái chuyện mà chúng ta hướng tâm, thì đây là một điều quá là căn bản tốt đẹp. Vì chính cái sự hướng tâm của mình để chia sẻ, để gửi tới là một điều đặc biệt. Và trong room của chúng ta nó có một điều đặc biệt đó là không có phù phiếm, không có thời gian để cho những chuyện mà nó thuộc về cái cuộc đời thì rất là giới hạn, những chuyện gì thuộc về xã hội thì nó rất là giới hạn, hay là chúng ta không có bàn cái chuyện người, bàn cái chuyện của cuộc đời xã hội như thế nào, mà chúng ta chỉ bàn những gì xuyên qua cái giá trị tu tập. Và kính thưa quý vị, chúng ta làm bền bỉ, phải nói rằng tán thán, chúng ta làm bền bỉ mà không có một cái sự chán nản hay là cái sự buông bỏ gì. Và cũng nhờ đó mà tạo nên một sự kết nối, nhờ đó mà tạo nên một cái sự giao lưu, một cái sự hiểu biết ở trên toàn thế giới, dù bất cứ ở nơi nào, nếu như nơi đó có thể sinh hoạt được internet thì chúng ta đã có thể gửi đến, thì đây là một điều mà rất là đặc biệt. Nhiều khi có lẽ nhất có một số người, người ta nghĩ rằng là thôi bây giờ nó đơn giản lắm, cần thì lên internet rồi tìm cái gì cũng có. Nhưng kính thưa quý vị, không phải đơn giản đâu. Chúng ta vào mà chúng ta có thể hiểu được, vào mà chúng ta có thể hoan nghỉ được, vào mà chúng ta có thể chịu nghe được, và chúng ta chịu đón nhận, và chúng ta khát khao, và chúng ta chịu đón nhận, thì đây phải nói là cái duyên phước thôi. Chứ không thể nói rằng là thí dụ bây giờ làm riết rồi chán, nghe riết rồi cũng quái. Đây là cái câu mà chúng ta thường, chúng ta nghĩ là như thế, thì những người không có duyên, không có duyên với Phật Pháp. Ngay cả các vị giảng sư hay là chư Phật tử cũng vậy. Nếu chúng ta có cái tâm suy nghĩ như vậy thì quả thật chúng ta rất là hạn hữu ở trong Pháp và luật này. Và những người đó họ không có duyên với Phật Pháp và họ thiếu cái phước trí tuệ nhiều, họ có thể dành cái thời gian này để làm những chuyện khác, họ cảm thấy vừa thích những điều mà họ thích, những điều mà khi mà buộc họ phải nghe thì phải nói rằng họ cũng không có không chịu. Thì kính thưa quý vị, mà khi chúng ta làm được thì đó là chúng ta hãy mừng đi, hãy hoan hỷ đi, đó chính là chúng ta có một duyên lành với Phật Pháp, có một duyên lành với chánh pháp, để một mai chúng ta không có bị rơi vào con đường tà đạo, nó rất là nguy hiểm. Cái này chúng ta cũng thật phải nói vậy, hiểu biết về Phật Pháp thì rơi vào con đường tà đạo thì trầm luân gây nhiều đau khổ. Còn ít nhất ở đây chúng ta cũng có một lời, chúng ta đã có một bến bờ bình yên cho mai sau. Nếu ai có cái tâm trú pháp, thích pháp, mến pháp, và chúng ta nghe được Phật Pháp, học hỏi Phật Pháp, thì từ chỗ đó chúng ta hành Phật Pháp. Hôm nay là cái ngày lễ đặc biệt, cũng là tưởng niệm đến Đại Đức Pháp Tính, thì cũng là một ngày lễ trai tăng ở trưa nay ở tại chùa Bù Đức, tại chùa cũng với chư tăng cũng cử hành lễ, cũng có 8 sư cùng với một ít Phật tử đã cử hành lễ trai tăng cũng trong một sự hoan hỷ. Thì bây giờ chỉ còn cách đó thôi, thì chỉ có làm phước cúng dường hồi hướng
công đức lành thôi, chứ còn không thể nói là nó như thế nào nữa. Thì ở đó cũng chính là người chết đó, thì cười ra đi rồi thì chúng ta chỉ tạo những cái phước lành thôi. Có thể cử hành các cái lễ chúng ta gọi tín niệm nhớ lại, và cũng là làm phước cúng dường để hồi hướng, đó là một sự thiết thực nhất. Thì kính bạch thượng tọa, thì có thể nói mọi việc bây giờ thì ở tại chùa Đức thì cũng đã được thành tựu, đã được yên ổn, tốt đẹp, sinh hoạt bình thường như bao ngày trước, mà khi sư tính hay là sư trưởng còn hiện hữu thì nó vẫn tốt đẹp chứ không có chuyện gì. Thì mong rằng cái Phật Pháp được xuyển dương ở tại nơi đó, đây cũng là một cái tâm ý mà thời xưa sư trưởng gìn giữ một cái nơi đó, nó là những cái nơi mà để hoằng pháp, để mà làm việc. Thì con trong một vai trò thì hiện nay thì ở Bù Đức thì con cũng sẽ cố gắng làm những gì có thể để cho Bù Đức căn bản, hoặc là có thể phát huy được một phần nào thì làm, thì để giữ gìn lại cái đó như là một cái tổ đường. Mà chính sư trưởng sau khi mà sư Bủ đó, tức là hồi xưa cũng là cho sư trưởng chùa Bắc Tông, cũng là một đức, như điều mà có thể nói bây giờ đổi ngược lại sự sinh hoạt một cách toàn phần, thì đó là công đức của sư trưởng, thì xem như là tổ của năm tông ở tại nơi đó, và cũng là một trong những cái kể từ đó thì cái thế mạnh của sư trưởng ở tại Đồng Nai trong cái hoạt động Phật Pháp, và kể từ đó mới có các chùa. Dĩ nhiên là sau các chùa, nếu mình nói về Nam Tông thì ngay cái sau Quảng Nghiêm, như điều mà sau Phước Sơn, sau Thiền Quang, nhưng phải nói rằng là đi sau những điều mà lại mạnh là bởi vì sư trưởng hiện hữu ở nơi đó, thì xem như cái chỗ đó là cái chỗ chính. Theo chỗ mà như bây giờ con khẳng định cho Phật tử biết, hỏi gì cái điểm nào là điểm chính, phải câu rất là điểm chính. Quảng Nghiêm, chúng tôi đang trách nhiệm, và cũng như trách nhiệm hai bên, thì chúng tôi Quảng Nghiêm là chỉ là điểm phụ, mà ở Bù Đức mới là điểm chính. Đó là sự thật như vậy, bởi vì chỗ này là chỗ của thầy tổ, thì coi như xem như đó là một cái mà chúng ta coi như là cái tổ đường của sư trưởng. Thì trong cuộc đời này mà thì rồi sư trưởng đã ra đi 2 năm, xem như hôm nay bắt đầu quý nhật, năm nay bắt đầu quý nhật là bắt đầu dỗ rồi đó. Sớm tính tức là ngày hôm nay tính là đúng 1 năm luôn, đúng tròn 1 năm. Mà cũng là một điều có lẽ là trên chuyến xe đi vào buổi trưa đó, sau khi chở con về ghé ở Quảng Nghiêm xong, chiều đó đưa sư tính về, thì chiều đó ở Bù Đức qua thì chở con mới đi thuyết pháp. Thì trên đường đi thuyết pháp đó, thì là sư tính được hay tính sư tính chết, con phải dừng lại cho cái sư tài xế đó. Thế là sư bây giờ là sư Đức ở trong lâm, ông mới quay về Bù Đức, con xuống con đi xe khác, con đến chùa Phật Bảo để thuyết pháp sám hối tống sám hối. Thì có thể nói rằng là ở trong cuộc đời này cái sự vô thường là như thế. Thì thôi người đi, cái ở 20 năm qua thì như là Thượng Tọa nói đó, Thượng Tọa Pháp Tính, em đi đến Pháp Tính thì cũng như là một trong những người cũng như là rời sớm trong những sư huynh đệ chư tăng hiện hữu này, cũng như là người trong thứ hai trong lâm mà đi, mà đó là cái linh hồn chứ tưởng không sinh hoạt sau thời gian sau này, nhưng đó cũng chính là người thứ hai, thì chính là sư trưởng là người thứ nhất, tôi tính là người thứ hai, xem như là đi. Thì có thể nói rằng là dù ít dù nhiều, dù xa dù gần, là tăng hay tục gì, là gặp nhau
trong cõi vô thường này thì chúng ta biết rằng giả tạm, nhưng mà vẫn thương tiếc hoài. Thì trong cuộc đời là thế. Cuộc đời của khổ dục chúng sinh phàm phu thì chắc chắn rằng chúng ta phải có cái vui, cái buồn, cái thương cũng là cái nhớ đối với người trong cõi hồng trần này. Rồi tất cả chúng ta cũng như thế, lần lượt rồi cũng có người trước kẻ sau thôi. Thì mong rằng tất cả những gì, những linh hồn và cái giá trị của Phật pháp nó luôn luôn được luân chuyển như trong Phật pháp, đặc biệt là trong Phật pháp này, sẽ được dầu bất cứ lý do gì, hình thái nào, thì cũng mong rằng cái râm nó hoạt động đến khi nào mà từng người ra đi rồi, mong rằng sẽ có người khác kế thừa. Và như vậy thì có lẽ là tất cả chúng ta gặp nhau ở cõi này, được thấy, được sinh hoạt và được làm việc như vậy thì Phật sự quá là tốt đẹp. Thì cũng khi dứt lời thì kính dâng cái phần công đức này đến sư trưởng, đến đến Phật tính, mong tất cả những công đức hãy đổ đến sư trưởng cùng với đại đức Phật tính. Thì mong rằng sư trưởng cùng với đại đức Phật tính có những cái đại nguyện, có những cái cầu ước muốn, mong cho những ước muốn đại nguyện đó được thành tựu, và chắc chắn rằng các vị sẽ về cõi lành để được an vui, để tiếp tục tạo ba la mật tu tập. Và con xin dứt lời. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sư Khai. Sa thủ kính trình thưa đạo tuyệt quyền với chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được nói về những cái được và những cái không được khi mà hoằng pháp online. Cái được thì chúng ta rất là dễ dàng nhận thấy rằng nhờ có hoằng pháp online như là Pao Talk mà những người ở nhiều châu lục khác nhau, ở nhiều quốc gia khác nhau có thể cùng tham dự. Khi mà chúng tôi còn nhỏ vào chùa tu, không bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày nào đó mà chúng ta có thể có một lớp học Phật pháp hàng ngày, mà những người vào tham dự, người thì ở Việt Nam, người ở hải ngoại, người ở bên châu Âu, người ở Mỹ Châu, người Úc Châu, đều có thể cùng vào tham dự hết. Thật ra đó là một cái ưu việt của khoa học online. Điểm thứ hai là cũng nhờ khoa học online mà thưa quý vị, chúng ta có được một cái lớp Phật pháp với cái sự cộng tác của nhiều vị giảng sư. Không phải là một ngày một vị, mà một ngày có thể có nhiều vị. Có lúc chúng tôi với Thượng tọa Từ Siêu nói đùa đó là hôm nay là ngày đẹp trời, có cả 6 vị giảng sư cùng có mặt, mỗi vị trả lời một câu. Thật ra lúc đó thì quý Phật tử nghĩ rằng chư tăng đông có mặt, vị này trả lời câu này của câu kia, nhưng mà đối với chúng tôi thì rất là hoan hỷ. Tại sao hoan hỷ? Là bởi vì giống như là những đứa con trong một gia đình mà quay quần ở dưới chân của người cha của mình là Đức Phật. Đức Phật dạy về để lại, và mỗi người con đều có nói những cái ghi nhớ, những suy tư về lời dạy của người cha mình. Thì lúc đó chúng tôi rất hạnh phúc, chúng tôi rất hạnh phúc mà khi chư tăng có thể góp mặt cùng hiện diện như vậy. Và đặc biệt là trong sự được hoằng pháp online đó, lại bắt buộc chúng ta phải có một cái cách dạy, cách giảng mà có quy hoạch tốt hơn. Chúng tôi nói như vậy là quý vị thấy rằng không phải là ngày nào muốn làm mà mở room ra để học Pao Talk làm liền đâu, mà trước rất muốn chuẩn bị bài vở. Trước kia thì có một số quý Phật tử từng góp Phật
từng có mặt ở trong cái lớp học như Cô Minh Hạnh hay là Dhamma Ten, hoặc giả là nhiều người khác cũng đã từng góp mặt giúp chúng tôi để chuẩn bị những bài gửi đi cho quý Phật tử. Cô Lan Nhà Nguyệt là người phụ trách trong thời gian dài. Và rồi chúng ta phải có một cái website để lưu trữ bài vở, sau này lại có Đại Đức Từ Tri. Cô phải nhận là nói là trong năm qua Đại Đức Từ Tri đến với Rung thì Đại Đức Từ Tri rất là nỗ lực trong việc mà làm lại cái website. Website bây giờ tốt hơn ngày xưa nhiều. Và những cái gì mà chúng ta được được nhận được mỗi ngày đó thì được sắp xếp tốt hơn, cũng nhờ cái sự phát tâm cống hiến của Đại Đức Từ Tri. Và chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cái sự đóng góp tương tự như vậy nữa trong tương lai để được duy trì lâu dài. Và thưa quý vị, cũng nhờ vào cái việc phần pháp online đó mà chúng ta có thể đáp ứng được một cái nhu cầu mới. Nó là một sự chuyển hướng rất cần. Ngày xưa khi mà Phật tử đi chùa đó là chờ cho đến giờ làm lễ rồi tụng kinh rồi thỉnh pháp sư, vị sư lên giảng xong đi xuống đó. Đó là những hình ảnh rất là đẹp. Nhưng mà thật ra phải nói rằng nghe pháp thì không bao nhiêu, nhưng mà vì về cái thì giờ mà đi chùa, thì giờ để mà nghi thức thì nhiều, mà nghe pháp ít thôi. Bây giờ online thì quý vị mở ra chỉ trong vài phút là chúng ta đi vào trong, thẳng vào trong phần học Phật pháp, cái đó cũng có lợi. Nhưng mà cái không lợi là cái gì? Thì ở đây chúng tôi cũng phải nói một điều đó là chúng ta không phải là chúng ta chấp về hình tướng. Nhưng mà nếu chúng ta đến chùa, ở trước là bằng Phật trang nghiêm, rồi vị sư bắt đầu giảng và Phật tử cùng nghe trong ngôi chánh điện đó, thì cái sự trang nghiêm tôn kính của chúng ta đó sẽ làm cho có những cái đẹp, có những cái trang nghiêm cần thiết. Và đó là cái chất liệu duy trì Phật pháp lâu dài. Bây giờ thì Phật pháp online đó, chúng tôi có đọc rất là nhiều cái tin tức mà người ta nói rằng ngay cả hội họp bây giờ có những người trong lúc sinh hoạt hội họp thì họ ăn mặc cũng không được trang nghiêm, để ở nhà mà mặc đồ ngủ vào trong họp hành. Chúng tôi nghĩ học Phật pháp vậy, cũng có những người mở bao tóc rồi nằm trên ghế bố, vừa nằm vừa nghe pháp, giống như là người nằm nghe nhạc chứ thiếu ngủ. Chúng ta không có câu nệ hình thức bên ngoài, nhưng mà đôi khi nó thiếu cái sự trang nghiêm á, thì nó cũng mất đi cái đạo vị phần nào. Và chúng ta nhớ rằng học Phật pháp mà với tấm lòng cung kính á, thì chúng được lợi nhiều lắm, được rất là lợi ích. Học Phật pháp online đó, nó cũng có nhiều khi nó có những cái bất lợi cho chúng ta là chúng ta chỉ nghe lời giảng hơn là thân giáo. Ở đây trong cái chữ Hán ta là khẩu giáo và thân giáo đó, tức là học qua cái sự nghe pháp và đồng thời mình có thể có được cái hình ảnh cụ thể. Và thí dụ mình sống ở trong chùa ở gần thầy tổ thì đôi khi thầy tổ nói thì rất ít, nhưng mà cái cử chỉ hành động của các ngài thì nhiều, và điều đó đã ảnh hưởng sâu sắc vào trong tâm hồn của chúng ta. Có cái này, quý vị, con người chúng ta đó thay đổi là do cái lời nói thì ít, mà thay đổi là do cái gương trước mắt thì nhiều. Dạ. Thấy vậy chứ một người mà thường lui tới một gần một vị nào đó, đó thì ảnh hưởng bởi cái tư cách, ảnh hưởng cái lời nói, ảnh hưởng cuộc sống vậy đó. Còn chúng ta vào khóa online thì vị nào cũng cầm mic mà nói gần như giống nhau thôi. Thành ra chúng ta hưởng về cái khẩu giáo, nhưng mà cái thân giáo thì không có được nhiều. Cái đó trên phương diện đạo thì nó là một sự nó là một sự thiệt thòi. Nếu mà các vị trưởng lão ngày xưa mời dạy học trò chỉ bằng cái sách không á, thì có lẽ là không có cái thế hệ tăng ni bây giờ. Nhưng mà càng ngày thì cái khuynh hướng tu học online hoặc học online đó, nó khiến cho chúng ta phổ biến rộng rãi hơn, nhưng mà rồi lại nó thiếu cái mà chúng ta gọi là một cái sự hiện diện cần thiết trước mặt thầy tổ, trước mặt đạo bạn. Sự hiện diện đó giúp cho chúng ta hấp thụ được nhiều qua cái gương sáng bằng đời sống thực ở bên ngoài.
Chú thấy rằng bị quảng pháp online đó, thì cái lợi là nhanh chóng phổ cập ở khắp nơi. Nhưng mà rồi chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng một lúc nào đó các cái cơ sở địa phương nó lại trống vắng đi, thì nói lại là vấn đề. Hôm qua chúng tôi, hồi nãy chúng tôi kể chuyện quý vị là hôm qua chúng tôi nói chuyện với Linh Mục Vũ Thành á, thì Linh Mục Vũ Thành cũng có than là bây giờ nhiều giáo dân, như là những giáo dân trẻ tuổi của Thiên Chúa giáo đó, thì họ không có thích đi nhà thờ mà họ thích ở nhà. Và cái chuyện xảy ra ở Âu Châu rất là nhiều. Họ cảm thấy cái chuyện đi đến nhà thờ đó thì cũng nghe giảng đạo chuyện đó, nhưng mà nghe nó mệt quá, ở nhà muốn cần cái gì đó thì làm lễ. Thì Thiên Chúa giáo là một cái tôn giáo mà tương đối là có một cái sự bắt buộc nhiều. Vậy mà còn như vậy thì huống chi là Phật tử. Có nhiều khi nó quen rồi, thưa quý vị, quen là ở nhà buổi sáng thì chị mở nghe pháp được. Quý vị qua nghỉ chờ chúng tôi một chút nha. Hello. À, dạ cô phải bấm cái nút đỏ mở điện ra mới có cô. Dạ bên hông có một trong hai nút, cô bấm cái nó hiện cái cục pin lên đó. Dạ cô thấy không? Con thấy hai cái cục pin, hai cái cục đỏ ở sau lưng. Dạ ở bên hông đó, cô cấm cô bấm nó hiện cái màn ảnh lên thì nó mới có pin, nó chắc họ cúp điện ra cô. Dạ con cấm, con bấm cái cục đó thì con thấy nó có lên cái màn internet rồi thôi, nhưng mà nó không có qua bên cái router của mình nó sẽ... Như vậy là cô cấm điện lộn cái đó rồi đó. Cô coi cái router đó, cái đồ cấm điện nó nằm ở chỗ nào. Dạ, cô phải tháo ra, cô cấm một cái trong cái bình điện đó. Dạ. Xin lỗi quý vị, chùa đang bị cúp điện. Cô như quên điện thoại. Dạ. Thưa quý vị, thì nó cũng có cái được và cái không được. Dù sao đi nữa thì chúng ta nhớ như vậy là mình sống là mình phải thích nghi với thời đại. Nếu mà mình sống mà mình bảo thủ quá đó thì mình sẽ bị đào thải. Mình sẽ đào thải, giống như chúng tôi nói quý vị là trước kia có một thời gian dài chúng tôi ở gần các vị hòa thượng, các vị trưởng lão lớn đó. Các ngài chống đối lại cái việc mà xài điện thoại cầm tay lắm, các ngài còn lên đáng án đó là sự lệ thuộc đó này kia. Nhưng mà dần dài rồi ai cũng phải xài hết thôi. Cái thế kỷ đó dẫn chúng ta đến chỗ đó, cái xu thế thời đại là như vậy. Và bây giờ mà không phải giống ngày xưa, người ta muốn liên lạc với mình là họ phải chạy đến gặp mặt, không thưa tỉnh nó không có đâu. Bây giờ phần lớn là họ gọi điện thoại cho nhanh chóng, chúng ta làm gì cũng vậy. Thật ra chúng ta phải thích nghi. Thì chúng tôi dừng ở đây một chút để thỉnh sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông ơi, sư có mở máy không? Có được thì xin sư Nguyên Thông Quang Hỷ trả lời cho một câu ngắn, rồi chúng ta sẽ trở lại phần thứ ba. Là theo sư Nguyên Thông nghĩ thì việc quảng pháp online nó có những lợi điểm gì và những điểm gì bất lợi, xin thỉnh sư Nguyên Thông. Thứ gì có lẽ là sư Nguyên Thông không có nghe được. Bây giờ thì dạ thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nghe đây sư phụ. Sư phụ lặp lại câu hỏi. Sư Nguyên Thông Quang Hỷ góp ý là đối với sư Nguyên Thông á, cái việc học Phật pháp qua internet, tức là học Phật pháp online đó, có những điểm gì nó tiện lợi hơn là học Phật pháp ở bên ngoài như đến chùa nghe pháp vân vân, và có những điểm gì mà nó không có được lợi lạc như là mình học trực tiếp ở bên ngoài. Xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ con rõ rồi thưa sư phụ. Kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, con nghĩ rằng học Phật pháp online hay là học Phật pháp ở trong room thì nó không khác nhau. Bởi vì vừa rồi con có đánh dơ cái chữ là giết vô, có nghĩa là garbage in,
thì gặp biết cho ao, tức là mình chuẩn bị, mình chăm chú, mình học một cách nghiêm chỉnh, thì cái đó không phải là garbage, mà cái đó là attention. Thì khi mà mình chú ý, mình tôn trọng Pháp, mình tôn trọng giáo Pháp, mà tôn trọng Thế Tôn, giáo Pháp của Ngài, và tôn trọng giáo Pháp, thì cái sự tôn trọng đó, và sự cung kính đó, và sự chú tâm đó, thì nó cho chúng ta cái kết quả là chúng ta sẽ thâm nhập, chúng ta sẽ thẩm thấu cái giáo Pháp. Và do cái thâm nhập và cái thẩm thấu giáo Pháp đó, thì con người của chúng ta luôn luôn sẽ ở trong cái chánh niệm tỉnh giác. Mà khi ở trong chánh niệm tỉnh giác mà một cái tâm của chúng ta có khởi lên một cái tâm bất thiện hay là bất thiện pháp đó, thì chúng ta biết đó là ác pháp. Và biết là ác pháp thì chúng ta sẽ trừ khử nó đi, và mình chỉ chọn cái thiện pháp mà thôi. Vì vậy cho nên cái thái độ học pháp mà Huynh Pháp Lữ vừa nói đó, thì nó đem đến cái kết quả tiễn, là bởi vì cái nhân nào thì quả đấy, cái nhân mà chúng ta nghiêm chỉnh tu hành, nghiêm chỉnh học tập, thì có kết quả nó sẽ là tốt đẹp. Vì vậy cho nên cái chữ mà hồi xưa con học là get go, tức là garbage in thì garbage out, mà mình không phải là garbage, mình là attention, good attention, thì chúng ta sẽ học được những cái giáo pháp hay là cái trí tuệ mà Đức Phật muốn cho chúng ta đạt được, để mà từ đó mà theo đó tu hành để có thể giải thoát, để có thể chứng đắc những cái đạo quả hay là chứng đắc những cái tầng thiền. Đó là những điều mà con suy nghĩ do cái sự giảng dạy và tu học mà chư vị đã giảng dạy cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lai Mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói không đúng, không đủ. Xin chân thành cảm ơn sư phụ và đạo tràng. Sa thú, xin truyền sự nguyên thông. Thưa quý Phật tử, còn 10 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được nói tiếp về đề tài, về cái đề tài thứ ba, đó là những cái thử thách của chúng ta trên cái đoạn đường trước mắt. Chúng ta không thể chỉ nói về quá khứ và hiện tại, mà chúng ta còn nói về cái viễn cảnh trong tương lai. Có lẽ là một điều lớn mà chúng ta phải, một điều lớn chúng ta phải để ý đó, đó là cái kỹ thuật hay là cái công nghệ về tinh học, nó đang thay đổi toàn bộ cuộc sống của con người. Và cũng như trong bất cứ lĩnh vực nào, thì cái gì lợi càng nhiều thì cái hại nó cũng càng nhiều. Nó là con dao hai lưỡi. Nó là con dao hai lưỡi. Chúng ta không có thể nói rằng Internet nó là vô dụng, Internet là đáng để công kích. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng Internet nó có lợi và nó cũng có hại. Ví dụ như là chúng tôi nghe có một vài vị nói rằng bây giờ cái gì cần thì vô Internet, không muốn đọc sách nữa. Nhưng mà thật ra cái đó nó cũng là một điều tai hại, tại vì có rất nhiều thứ mà nó không có ở trong Internet, mà chỉ có trong sách vở thôi. Chúng ta phải tiếp tục đọc sách. Và con người của chúng ta đó, quý vị thấy rằng hiện đại bây giờ nó đang chuyển sang một cái khuynh hướng, đó là ví dụ như một cái công ty ngày xưa họ làm ra một cái đĩa nhạc, họ bán được. Bây giờ đĩa nhạc bán không ai mua hết, mà người ta vào trong Internet họ tải xuống. Và càng ngày đó người ta có sản phẩm được mà gọi là không lấy tiền, mà thay vào đó mình trả tiền quảng cáo, trả tiền cho YouTube để không quảng cáo chẳng hạn. Thì chúng ta đi vào trong một thế giới mới, mình phải nhìn nhận chuyện đó, mình không phủ nhận được đâu. Mặc dù mình chống đối nên thế nào, nhưng mà rồi ở trong cái thế giới mới đó, đó nó lại nó có những cái mà chúng ta gọi là có cái tạp nhạc. Lấy ví dụ, chưa bao giờ mà cộng đồng Việt Nam bị thu hút vào những YouTube như hiện nay. Càng ngày càng có nhiều YouTuber, và những YouTuber này đó thì vừa làm YouTube có những cống hiến mà cũng có những thứ mà nó không ra gì. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng không phải cái nào có giá trị thực sự cũng có nhiều người theo,
mà cũng không hẳn là cái gì tào lao mà ít người để ý đấy. Chúng ta đang bị cuốn hút theo cái gọi là cái sự sốc nổi của cộng đồng mạng. Ở trong sự sốc nổi cộng đồng mạng đó, có những tin tức thì có những cái sự tranh luận nó không đáng, nhất là người Việt Nam thích lời qua tiếng lại. Chỗ nào lời qua tiếng lại càng nhiều càng thu hút nhiều người xem. Thành ra quý vị sẽ thấy rằng nó giống như trong bao thoát vậy đó. Một thời gian nào đó ta sẽ mệt mỏi. Người ta sẽ mệt mỏi vì cái việc mà nó có quá nhiều. Trong 2 năm vừa qua đó thì cả thế giới bàng hoàng là những cái hệ thống mạng xã hội như là Facebook. Ngoài cái lợi cho truyền thống, nó là một cái ảnh hưởng tác hại rất là to lớn về phương diện gọi là tin tức giả, fake news, những tin tức giả. Lấy ví dụ như đại dịch Covid đang xảy ra, mà lẽ ra là mọi người chung vai để chống Covid, nhưng mà cho đến giờ phút này thì những cái tin tức sai lạc, giả tạo về vấn đề mà vaccine, nó xảy ra khiến cho một con số lớn người là không có chích vaccine, hay là kể cả mang khẩu trang, kể cả rửa tay, giãn cách xã hội, và kể cả một số người không tin vào Covid nữa. Thì chúng ta nhớ rằng mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Đó là con dao hai lưỡi. Nó có lợi và cũng có hại. Và trong cái sự đam mê của người ta vào trong YouTube, người ta vào trong Facebook, thì chúng tôi phải nói rằng trong 10 thứ thì chỉ có 1-2 thứ là có cái thực chất có lợi, còn 7-8 thứ toàn là những gì không đáng, những gì rất là phí thì giờ. Ngày xưa đó, có câu chuyện của Huệ Tử là ông đi sang một cái làng kế bên, thấy người ta có câu chuyện là chuyện này là ông gặp một người quen và người đã sau này đến thăm ông, thì thấy ông đang tát nước vào trong ruộng, tát nước vào trong ruộng cái gào, và cái người ở làng kế bên họ mới nói rằng ở bên đó lại có một cái hệ thống để đem nước vào ruộng bằng máy móc. Chúng tôi nghĩ là thời đó chắc họ dùng bánh xe đó, bánh xe quay đem nước vào ruộng. Thì người tử có nói một điều là khi mà chúng ta ưa chuộng cái cơ khí hay là máy móc đó, có cơ khí mình, cơ giới thì mình có cơ tâm, ưa chuộng cơ giới thì có cơ tâm, có cơ tâm á thì cái tâm của chúng ta nó đi xa với cái đạo. Thì ở đây chúng ta phải nói rằng con người chúng ta càng ngày nó sẽ càng máy móc hơn, và cái máy móc nhiều quá đó thì chúng ta sẽ giảm đi cái tình người, giảm đi những giá trị chân thật. Và tất cả chúng ta nên nhắc nhở với nhau rằng cái chuyện mà nghiền mạng xã hội, nghiền Facebook, nghiền YouTube hay là nghiền những cái gì đó thì nó cũng tai hại giống như thuốc lá vậy. Nó cũng tai hại giống như đời sống tinh thần của chúng ta nó càng ảnh hưởng. Chúng tôi gặp rất là nhiều người Việt Nam bây giờ đó càng ngày càng ít có cái nhìn trung thực hơn cuộc sống, mà toàn là tin theo những niềm tin giả. Chúng tôi lấy đơn giản một cái ví dụ là trong thời gian qua không biết có bao nhiêu những email mà chúng tôi nhận, người ta giới thiệu về cách trị Covid mà người ta nói cái rất là ngon lành, và mình xông hơi bằng cái này rồi mình uống thuốc kia, uống thuốc nọ là hết, mà những điều đó là hoàn toàn không có căn cứ gì hết. Và họ sẽ như Covid không có cái gì, dựng có gì. Đơn giản bây giờ cả thế giới đang điên đảo vì Covid, nhưng mà vẫn có một số người Việt Nam không nhỏ vẫn tin rằng Covid không có ảnh hưởng gì hết. Thì đây là một điểm rất là đáng sợ. Tại vì sao? Chúng ta bị đầu độc, chúng ta bị tẩy não, và ở trên thế giới này họ có những cái hệ thống để chi phối từ cái việc mà thay đổi cái nhìn của các cử tri, chi đổi cái nhìn của các sản phẩm được bán ra thị trường, chi phối về tôn giáo, về mọi thứ hết. Và nếu cái mạng xã hội hay là internet đó, mà cho chúng ta một đó, thì nó lại lấy chúng ta đi hết chính những cái lợi lạc. Tại nên chúng ta phải cẩn thận. Ở trong đời luôn luôn là như vậy. Không có cái gì mà nó tuyệt đối đâu. Chúng ta phải cẩn thận, nó là một cái thử thách. Và thưa quý vị, cũng với cái sự hoằng pháp online ở trong tương lai thì chúng ta sẽ gặp một chuyện nữa là những người Phật tử đi chùa, khi mà đi đến các chùa đó nghe pháp,
mà nghe trong chánh điện ngồi trang nghiêm thì càng ngày họ sẽ càng mất đi cảm ứng. Nhất là lâu lâu thì mới gặp một vị trụ trì, một vị pháp sư mà thuyết pháp cũng khá, còn bình thường thì nghe chán quá thôi mình về nhà, buổi sáng sớm thức dậy mình mở internet, mở trong YouTube mình nghe tốt hơn. Và lâu ngày á, cái cách mà chúng ta tu học đó nó càng bớt đi cái tính cách là áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta đi vào trong một thế giới ảo. Một thế giới ảo đó nặng về lý tính, nặng về lý sự, chỉ nói về lý thuyết thôi chứ chúng ta không có áp dụng và không có thực hành được. Rồi chưa kể một chuyện là cái gì cũng phải có chừng mực. Nếu mà chúng ta bị nghiền đó thì nó có vấn đề. Có những người thưa quý vị cả ngày cứ ôm máy, cả ngày cứ vào trong hết room này tới room kia, nhưng như cuộc sống nó không có chuyện gì khác phải là ngoài nhưng đó, thì lúc đó chúng ta có vấn đề. Phải rất là cẩn thận. Chúng ta không thể sinh hoạt bằng cái sự ngập như vậy. Và chúng tôi cũng xin nói quý vị một điều như vậy là về học Phật Pháp đó, rất là cần để chúng ta cẩn thận. Không phải bản dịch nào mà chúng ta cũng tin tuyệt đối 100%. Không phải lời dạy nào của một nhân vật mà đáng tin nó cũng là khả tín hết. Quý vị biết rằng chúng tôi ở ngay ở Mỹ mà có một vị hòa thượng ở Việt Nam qua cũng lớn đó. Mà vị này đi qua bên Houston, Phật tử họ mời đạo tràng là hòa thượng đã phá thắng pháp, đã phá A Di Đà mạnh mẽ lắm. Nhưng mà rồi bây giờ thì hòa thượng về cũng bắt đầu dạy là A Di Đà. Rồi mấy người Phật tử ở đây họ hỏi chúng tôi, ủa như vậy là hòa thượng đó có tin vào A Di Đà không, thì chúng tôi cũng biết trả lời thế nào. Thì quý vị thấy không, là ở trong cái thời đại mà chúng ta đang sống đó, đôi khi chúng ta rất là khó phân biệt nếu chúng ta có quá nhiều. Ngày xưa chúng tôi nhớ là khi mà sự lựa chọn của chúng ta ít đó, thì chúng ta dễ sống với cái tâm tư ổn định. Bây giờ chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn, thành ra cái sự lựa chọn của chúng ta nó mang tính cách là xu hướng, mang tính cách là hên xui, mang tính cách là thiếu thận trọng bởi vì có quá nhiều. Chúng ta phải quý Phật Pháp. Nó sẽ là một điều rất tiếc là một ngày nào đó mà chúng ta cảm nhận như là Phật Pháp là cái gì thừa bứa, cái gì nó quá dư. Chính ra thì nhờ vào cái chuyện mà trân trọng chánh Pháp á, thì chúng ta mới có thể nhìn giữ và đem vào lòng. Còn để chánh Pháp là cái gì mà để bàn lúc trà dư tủ lậu, trong lúc mà nhàn đàm để mà nói chuyện với nhau, nói chuyện cho vui cho có đó, thì rồi không đi về đâu hết. Chúng tôi cũng quen với một vị thầy, mà thầy đó cũng tâm sự thiệt với chúng tôi rằng Phật Pháp mà nói đàng hoàng không ai nghe đâu sư ơi, mà mình nói cái chuyện bá láp bá sàm, nói chuyện vui thì người ta nghe nhiều. Thì đó là cái khuynh hướng của thời đại mà chúng ta phải rất là cẩn trọng. Thì dù thế nào đi nữa thì là người con Phật, nếu chúng ta thực sự thương kính Đức Phật thì chúng ta phải tự xác lập cho mình một cái quan điểm rằng phải học lời Phật dạy một cái nghiêm túc. Không thể nói thương Phật mà không học lời Phật dạy. Và học đem học nghiêm túc, chúng ta chưa phải là con Phật. Và chúng tôi xin được có vài lời chia sẻ những cái chương trình hôm nay là như vậy. Trước khi dứt lời, xin thay mặt toàn thể chư tăng và quý Phật tử để hướng tất cả những phước báo nào chúng ta đã làm, dù là xa hay là gần, trực tiếp hay gián tiếp, đa thiểu ở trong cuộc sống của chúng ta, nhất là trong rung Phật Pháp Bích Đa Đàm Ma này, để hướng nguyện đến để Đức Pháp Tính, môn đệ để Đức Pháp Tính nghe và thấu đáo được rằng tất cả chúng ta đang nghĩ về một vị đã có nhiều cái cống hiến, đã có nhiều cái tận tụy, và chúng ta mong là rung Phật Pháp Bích Đa Đàm Ma được duy trì mà không bao giờ quên đi những người đã từng có mặt, đã từng góp phần. Và Đại Đức Tính đã là một ở trong những sự cống hiến đó. Và chúng ta không thể quên một người như vậy. Và mong Đại Đức Tính sẽ sớm thành tựu được đạo quả giác ngộ giải thoát. Và tiếp tục công việc phụng sự dù ở cảnh giới nào. Đó là vài điều chúng tôi muốn hồi hướng và tưởng niệm Đại Đức Pháp Tính.
Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sư hoạt hôm nay ở tại đây. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Tân. Thân kính đại chư tôn, thân chào tạm quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Xin thay mặt đại chúng tông cung, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã trợ cho các phần hành trong lớp được vạn phước mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức và quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa thư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
chân đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ.